Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Tại Kiếm Môn Thượng Viện, Trung Nhạc nộp trả Thượng Viện yêu bài chỉ mang một cái sọt thuốc. Trong sọt thuốc chỉ có vài thứ. Tìm mấy cố nhân như Đào Đại Nhi cáo từ. Đào Đại Nhi cùng các thiếu nữ ở nữ viện đến đây đưa tiễn, khóc bù lu bù loa. Lần này Đào Đại Nhi ở trong tỉ thí thất bại, vô duyên mà tiến vào Linh Không Điện. Cũng may nàng còn nhỏ, chỉ có 14 tuổi, còn có 2 năm để tu luyện, tranh thủ trong 2 năm trở thành luyện khí sĩ. Mà Ngô Phi Yến, Đình Lam Nguyệt, Lê Tú Nương cùng với đám người Ngô Chính Long thì đã tiến vào Linh Không Điện, đang ở trong điện tu hành cảm ngộ linh, chưa đi ra ngoài. Công pháp của Đào Lâm Thí hậu tích bạc phát, tương lai Đào Đại Nhi nhất định có thể trở thành luyện sĩ khí được. Trung Nhạc cùng các thiếu nữ lưu luyến cách biệt an ủi nói: hơn nữa ta còn không có tiến vào Linh Không Điện, cho dù tiến vào Linh Không Điện cũng không biết có trở thành luyện khí sĩ hay không. Nói không chừng ta ở trong Linh Không Điện không cảm ứng được linh, còn có thể trở lại Thượng Viện ở cùng với mọi người. Đào Đại Nhi nín khóc mỉm cười nói: Trung sư đệ là thứ nhất Thượng Viện mà, há có thể cảm ứng không tới linh được. Nội viện khẳng định vì ngươi chuẩn bị linh mạnh nhất rồi. Sư đệ tiến vào Linh Không Điện trở ra chính là Trung sư thúc của chúng ta rồi. Trung sư thúc sao? Trung Nhạc ngẩn ngơ lắc đầu bật cười. Ở trước khi gặp Tân Hỏa, hắn còn là một đệ tử ngoại môn, mỗi ngày vì hồn phách xuất khiếu mà sầu muộn, mà bây giờ lại sắp trở thành Trung sư thúc. Hắn lưu luyến vất tay các thiếu nữ đưa tiễn, cất bước đi tới nội môn của Kiếm Môn. Phía sau có tiếng ca động lòng người truyền đến. Thiếu nữ của Đào Lâm Thị dùng tiếng ca tuyệt đẹp để tiễn đưa. Tiếng ca xa dần, rốt cục cũng lặng lẽ yên tĩnh. Thiếu niên quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ phía dưới loáng thoáng còn đang trông về phía mình. Ta sẽ ở nội môn chờ các ngươi. Trung Nhạc dùng sức phất phất tay, gõ văng đồng la ở trước sườn đồi. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào nội môn, đánh giá cảnh trí bốn phía. Chỉ thấy cảnh sắc ở nội môn so với ngoại môn thì tốt hơn vài phần. Suối chảy như bộc, dị thú rong chơi. Thỉnh thoảng còn thấy không trung có kiếm quang giao kích, kiếm thanh mãnh liệt. Trên ngọn núi nơi xa còn có luyện khí sĩ ngồi xếp bằng thúc giục hồn binh. Còn có luyện khí sĩ phi hành ở trên không trung rèn luyện phi hành thuật, có khi là phía sau sinh ra cánh chim, có khi là mượn lực lượng của hồn binh. Luyện khí sĩ chính là bất đồng á, Thượng Viện ngoại môn là không có khí tượng bậc này. Trong lòng Trung Nhạc thầm khen một tiếng: Trung sư đệ, người đã tới rồi. Đột nhiên một vị luyện khí sĩ lướt thấy Trung Nhạc, vội vàng từ không trung hạ xuống, vội vã đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: lá gan của người cũng quá lớn à, hôm nay nội môn không biết có bao nhiêu người biết người chiếm được kiếm bài kia, trong lòng 10 phần không phục, tính toán tìm người tranh đấu kìa. Ồ, nguyên lai là Cốc sư huynh. Trung Nhạc thấy rõ người tới chính là vị Cốc sư huynh dẫn dắt bản thân tiến vào kiếm cốc kia. Hắn buồn bực nói: chỉ là một tấm kiếm bài, không phải là mỗi người một miếng hay sao, tại sao lại muốn tìm ta xui xẻo như vậy? Trong lòng hắn tò mò, chuyện tình bản thân nhận được kiếm bài thật giống như chỉ có mấy vị trưởng lão của Kiếm Tâm Điện kia biết, vì sao hôm nay lại chuyển khắp nội môn như vậy, rốt cuộc là người nào tản ra tin tức đây? Cốc sư huynh giờ khóc giờ cười: sao, mỗi người một miếng sao? Nếu ta cũng có một khối như vậy, vậy thì tổ tiên ta đã đốt nến thơm rồi. Sư đệ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, trong nội môn có không ít nhân vật hung ác đâu, nếu gặp phải bọn họ không nên cùng bọn họ đấu khí. À đúng rồi, ngươi còn không có ghi danh tạo sách phải không? Ngươi còn chưa quen thuộc nội môn bằng ta, để ta dẫn ngươi đi. Sao, ghi danh tạo sách cơ?
Trung Nhạc đuổi theo hắn, nghi ngờ nói: Nội môn không giống với ngoại môn, đệ tử ngoại môn coi như là đệ tử thượng viện, cũng không thể được xưng túng là đệ tử kiếm môn. Chỉ có đệ tử nội môn mới là đệ tử chân chính của kiếm môn ta. Cốc sư huynh hướng hắn giới thiệu quy củ nội môn nói: Ngoại môn truyền thụ công pháp là công pháp đến từ các tộc, không phải là kiếm môn ta chân truyền, mà ở nội môn truyền thụ lại là tuyệt học chân chính của kiếm môn. Bất quá trước đó, sư đệ cần đi Minh Lộc Đường ghi tên tạo sách trước, đem tên ghi chép vào trong hồ sơ mới có thể coi là đệ tử ký danh của kiếm môn. Nội môn cùng ngoại môn khác nhau là ở chỗ này. Ngoại môn đệ tử ở trong kiếm môn ngay cả tên họ cũng sẽ không ghi chép, chỉ có trở thành đệ tử nội môn mới có thể ghi chép tên họ vào hồ sơ, chính thức trở thành đệ tử của kiếm môn. Cốc sư huynh một đường tương bồi đi tới Minh Lộc Đường nói: Sư đệ ở Minh Lộc Đường đăng ký xong liền có thể đi Linh Không Điện, chỉ cần sư đệ trở thành luyện khí sĩ là có thể có một phủ đệ rồi. Phủ đệ sao? Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên. Là những đại điện linh chi đại thượng kia sao? Cốc sư huynh bật cười nói: Sư đệ, lòng của ngươi quá cao rồi. Những đại điện kia là chỗ ở của đường chủ cùng trưởng lão kiếm môn. Nếu sư đệ có thể trưởng khống một đường là có thể vào ở trong đó. Chứ là đệ tử ký danh chúng ta, cách đường chủ cùng trưởng lão còn không nhỏ đâu. Đợi sư đệ trở thành chân truyền đệ tử mới coi là cách đường chủ càng tiến thêm một bước. Đường chủ cũng gọi là kiếm chủ, tỉ như Tả Tương Sinh nguyên bản chỉ là chân truyền đệ tử, sau khi đánh bại Điền Phong Thí Bích Không Đường Chủ liền trở thành Bích Không Đường Chủ mới, người ta gọi là Tả Kiếm Chủ. Ồ, thì ra là như vậy. Trung Nhạc nhớ tới một chuyện cười nói: Cốc sư huynh có nghe nói qua cái tên Khâu Cấm Nhi hay không? Cốc sư huynh suy tư chốc lát nói: Khâu Cấm Nhi sao? Là trời sinh linh thể của Khâu Đàn Thị kia sao? Nàng đi theo mẹ ruột của nàng tu hành, nghe nói là ở trong Dương Thần Điện, chẳng qua là nàng chưa bao giờ đi ra Dương Thần Điện cả, nên ta cũng chưa từng gặp mặt nàng. Tháng trước nghe nói cô nương này bị bệnh, được mẹ nàng tự mình đưa đến chỗ Ngô đại trưởng lão, không biết hiện tại đã trở về chưa. Sao? Cấm Nhi sư muội bị bệnh sao? Trung Nhạc hỏi rõ phương vị của Dương Thần Điện cùng Linh Không Điện, tạ ơn Cốc sư huynh, xoay người đi vào Minh Lộc Đường ghi danh tạo sách. Sau đó đi ra khỏi Minh Lộc Đường, hắn thầm nghĩ: ta nên đi Linh Không Điện trước hay đi Dương Thần Điện trước đây? Linh Không Điện đối với ta tác dụng không lớn, Tân Hỏa đã đáp ứng mang ta rời khỏi kiếm môn đi cảm ngộ Nhật Linh, Nguyệt Linh, hay là trước đi Dương Thần Điện xem Cấm Nhi sư muội đã trở lại chưa. Hắn mới vừa đi ra khỏi Minh Lộc Đường, luyện khí sĩ ghi danh kia tâm niệm khẽ động, tinh thần lực hóa thành một con hạc bay ra. Không qua bao lâu, hạc bay chấn động hai cánh, đi tới trước một tòa phủ đệ, kêu lên: Thác Vô Ưu, Thác Vô Ưu, Trung Sơn thị ngươi hỏi thăm kia đã đến rồi. Tòa phủ đệ này mở ra, một vị luyện khí sĩ đi ra khỏi động phủ, ngửa đầu nói: Đa tạ sư huynh, kiếm bài tích chứa đại tự tại kiếm khí của môn chủ cuối cùng cũng đã tới rồi. Trước động phủ có một con đại hắc nghiêu đang gặm cỏ. Nghe nói như thế, con ngươi của đại hắc nghiêu cổn động, lập tức quay đầu liền chạy ở trong núi tung nhảy như bay, chỉ trong chốc lát liền tới trước một tòa động phủ khác, kêu lên: Chủ nhân, Trung Sơn thị đến rồi. Cầm miệng! Trong động phủ truyền tới một thanh âm tức giận, nổi giận nói: Con châu đần, ngươi không thấy nơi này của ta có nhiều khách nhân như vậy hay sao? Hôm nay ngươi đem tin tức kia chọc ra, chẳng phải là cũng nói cho bọn họ hay sao? Trong động phủ lại truyền ra tiếng cười của một cô gái: Sư huynh, chẳng lẽ ngươi tính toán ăn một mình hay sao? Kiếm bài kia là tuyệt học của môn chủ, nếu ngươi đoạt đi, môn chủ trách tội xuống, ngươi chịu trách nhiệm được hay sao? Bởi vì là tuyệt học của môn chủ mới có thể ra sức cướp đoạt. 6-7 vị luyện khí sĩ từ trong động phủ nối đuôi nhau đi ra. Một vị nam tử trẻ tuổi cầm đầu cười nói: Nếu bị chúng ta đoạt kiếm bài đi, chứng minh người này không xứng làm đệ tử của môn chủ, nhận được tuyệt học của môn chủ cũng đánh không lại chúng ta, đáng đời bị đoạt thôi. Đúng, chính là đạo lý này. Mấy vị luyện khí sĩ kia bay đi, rối rít nói: Trước đi hỏi thăm động phủ của Trung Sơn Thế, ở nơi đó chờ đợi hắn vậy. Lúc này tại Kim Đỉnh kiếm môn,
Sắc mặt của Khâu Cấm Nhi bình tĩnh, thế nhưng sắc mặt của mỹ phụ kia lại ảm nhiên, đẩy nàng ra khỏi kim đỉnh, đi về Dương Thần Điện. Mẫu thân, trái tim của ta còn không phải là chưa có hoàn toàn mộc hóa hay sao? Khâu Cấm Nhi an ủi nói, chẳng qua là mộc hóa đầu quả tim mà thôi. Lại nói cho dù mộc hóa cũng sẽ không chết đi, chẳng qua là không thể động đậy mà thôi. Mỹ phụ kia cố gắng cười vui nói, đại trưởng lão, không ép được mộc khí trong cơ thể ngươi, nói rõ thứ chất của Cấm Nhi rất tốt à. Mẹ con hai người qua lại an ủi, một đường đi tới Dương Thần Điện. Mỹ phụ kia phụng bồi Khâu Cấm Nhi, ngồi chỉ trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, cắn răng nói, mẹ muốn đi gặp môn chủ một lần, nếu hắn không gặp ta, ta liền quỳ chết ở trên kim đỉnh, không tin hắn thấy chết mà không cứu. Khâu Cấm Nhi vội vàng lên tiếng khuyên bảo, mỹ phụ kia đã hấp tấp rời đi, chạy thẳng tới kim đỉnh. Mẫu thần vẫn quá vội vàng, gấp gáp rồi. Đại tự tại kiếm khí của môn chủ là muốn truyền thụ cho hạ nhiệm môn chủ. Nếu người quỳ cầu hắn liền truyền, như vậy trước kim đỉnh đã sớm quỳ đầy người rồi. Khâu Cấm Nhi lắc đầu, đột nhiên lại lộ ra một nụ cười. Không biết Trung sư huynh còn ở trong lôi tầng tôi hồn hay không? Đã mấy ngày nay không có nhìn thấy hắn rồi. Nàng mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nghe ngoài Dương Thần Điện chuyển tới một thanh âm quen thuộc nói, xin hỏi nơi này là Dương Thần Điện sao? Khâu Cấm Nhi sư muội có phải là ở chỗ này hay không? Khâu Cấm Nhi vừa mừng vừa sợ, sau một lúc lâu, lão ẩu trung trừng đại điện bước nhanh đi tới nói, cô nương, phía ngoài tới một tiểu tử mắt to, nói cùng ngươi là cố nhân, có muốn gặp hay không? Trong lòng của Khâu Cấm Nhi phảng phất có bông hoa nở ra, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cúi đầu thấy bản thân ngồi trên xe lăn, sắc mặt thiếu nữ ảm nhiên, lắc đầu nói, người hãy nói ta không có ở đây. Được rồi. Lão ẩu kia ra điện, thanh âm truyền đến, cô nương nhà ta nói nàng không có ở đây. Sắc mặt của Khâu Cấm Nhi đỏ bừng, tâm niệm vừa động, xe lăn nâng nàng bay lên, dùng quần che kín chân, cáu giận nói, Lộc bà bà, ngươi có thể không nên thành thật như vậy hay không? Ngươi... thôi vậy, ta đi ra ngoài gặp hắn ta. Xe lăn bay ra phía ngoài, chỉ nghe thanh âm của lão ẩu kia tiếp tục truyền đến, tiểu tử mắt to, nhân tộc các ngươi thật là phức tạp. Một lát nói không có, một lát lại có. Lão thân đi theo phu nhân nửa đời cũng không hiểu hết được. Khâu Cấm Nhi càng xấu hổ hơn, trong lòng bối rối như nai con đi loạn. Xe lăn bay ra Dương Thần Điện, chỉ thấy trên linh chi đài có một vị thiếu niên thuần phác quay đầu nhìn bản thân mình. Thiếu niên kia rực rỡ giống như ánh mặt trời hôm nay vậy. Cấm Nhi sư muội, đã lâu không gặp rồi. Trung Nhạc tiến lên áy náy nói, ta tới trả sư muội kiếm bài này, ta học canh kim kiếm pháp trong đó được ích lợi không nhỏ, bất quá kiếm bài này cực kỳ quý trọng, kính xin sư muội cất kỹ đi. Sư muội, chân của ngươi... kiếm bài này Trung sư huynh thu đi, ta không có chỗ lợi ích gì cả. Sắc mặt của Khâu Cấm Nhi ảm nhiên, xe lăn từ từ rơi xuống đất. Ta bị mộc khí ứ động trong cơ thể, không cách nào hóa giải được, sợ rằng qua không lâu nữa đâu liền biến thành một khối gỗ thôi. Đại trưởng lão nói ta là mộc linh thân thể, sẽ hóa thành mộc linh. Trung Nhạc nghi ngờ nói, dùng canh kim kiếm khí cũng không có thể hóa giải mộc khí hay sao? Một bên lão ẩu giờ khóc giờ cười nói, thiếu niên mắt to, nếu như canh kim kiếm khí có thể hóa giải mộc khí trong cơ thể cô nương nhà ta, đó chính là thiên đại kỳ văn. Canh kim kiếm khí rõ ràng có thể từ trong vạn vật lấy ra kiếm khí, vì sao không thể để luyện ra mộc khí trong cơ thể Cấm Nhi sư muội được? Trong lòng Trung Nhạc nghi ngờ, tiến lên phía trước nói, để ta tới thử một chút xem, sư muội người vén quần lên đi. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi đỏ bừng, không giải thích được ý nghĩa, kiên trì vén quần lên một chút, lộ ra bắp chân, chỉ thấy bắp chân của nàng vẫn nhẵn nhụi như son. Trung Nhạc ngồi xổm người xuống, bàn tay vuốt ve bắp chân của nàng, nhắm mắt quan tưởng tự tại đại kiếm khí, cố gắng từ trong cơ thể thiếu nữ hấp thu mộc khí. Hắn vừa mới bắt đầu quan tưởng, nhất thời chỉ cảm thấy mộc khí vô cùng mãnh liệt vọt tới, chỉ một thoáng thôi đã đẩy kiếm văn quan tưởng ra. Xoẹt một tiếng, trong thức hải của hắn
tạo thành một đạo mộc kiếm khí, càng ngày càng tinh thuần, càng lúc càng lớn. Ồ, mộc khí thật hùng hồn. Trung Nhạc cả kinh, Tân Hỏa cũng sợ hết hồn. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc thu tay về, ngắt bắp chân của Khâu Cấm Nhi, ngẩng đầu lên nói: "Có đau không?" Thiếu nữ đầu sắp cú đến trước ngực, thanh âm như mũi kêu nói: "Có một chút đau." Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Nói rõ là vẫn có hiệu quả." Một bên lão ẩu kia giật mình, lẩm bẩm nói: "Cảnh kìm kiếm khí cũng có thể trị lành chân cho cô nương nhà ta sao? Vậy mấy năm nay phu nhân lăn qua lăn lại là làm cái gì đây?" Trung Nhạc ngắt ngón tay, chỉ cảm thấy ở giữa hai ngón có chút trắng mịn, lại lướt qua nhìn quần áo của Khâu Cấm Nhi một cái, tâm thần không khỏi rung động, vội vàng lấy lại bình tĩnh, kinh ngạc nói: "Cấm Nhi sư muội, muội không có luyện qua canh kim kiếm khí này sao?" Khâu Cấm Nhi cúi đầu chọc chọc bắp chân của mình, vừa mừng vừa sợ, lắc đầu nói: "Ta cũng tu luyện qua canh kim kiếm khí, thế nhưng mà cùng kiếm khí của sư huynh thật giống như có chút bất đồng. Canh kim kiếm khí chẳng qua là có thể hấp thu kim thiết khí, đối với giảm bớt mộc khí trong cơ thể của ta không có trợ giúp gì cả." Trung Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Thì ra sư muội không có nhìn ra đồ đằng rất nhỏ trong canh kim kiếm khí. Nếu như vậy ta dạy cho ngươi." Lòng hắn bằng phẳng, cũng không có đem tự tại đại kiếm khí mà Tân Hỏa tự tiện mệnh danh kia để ở trong lòng. Hắn cười nói: "Sư muội, ta chuyển cho ngươi đồ đằng căn bản nhất của canh kim kiếm khí. Ta và ngươi cùng nhau luyện hóa mộc khí dư thừa trong cơ thể ngươi. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nói không chừng dùng không được bao lâu, ngươi liền có thể tự do đi lại." Trong lòng Khâu Cấm Nhi có chút vui mừng, vội vàng nhìn về phía Lộc bà nói: Bà, ngươi nhanh đi kim đỉnh nói cho mẹ ta biết đi. Nói chung sư huynh đến thăm ta, đã có biện pháp chữa khỏi, bảo nàng không cần quỳ cầu môn chủ nữa đâu." Lộc bà bĩu môi, cảnh giác ngó chừng Trung Nhạc, lắc đầu nói: "Cô nương, lão thân phụng lệnh phu nhân trông chừng Dương Thần Điện này, không thể rời đi nửa bước được. Hơn nữa có lão thân ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt nạt được người." Khâu Cấm Nhi cười nói: "Có Trung sư huynh ở đây, bà có lo lắng ai khi dễ ta đây?" "Lão thần lo lắng đúng là hắn ta đấy." Lộc bà nhanh mồm nhanh miệng nói: "Cô nương, thân thể ngươi khó chịu, vạn nhất hắn nổi lên thú tính bắt nạt ngươi, ngươi khóc cũng không có địa phương khóc được. Năm đó phu nhân chính là một mình một người, kết quả bị người đoạn mệnh kia bắt nạt. Lúc ấy lão thần không có ở đây, nếu lão thần có mặt mà nói đã đánh chết cha ngươi rồi. Ta để ngươi một mình ở đây, ngươi khó mà bảo toàn dẫm vào vết xe đổ của phu nhân." Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, sắc mặt của Khâu Cấm Nhi ửng đỏ, lén lén lướt hắn một cái, thấp giọng nói: Bà, Trung sư huynh không phải là người như vậy." "Cái này khó mà nói được." Lộc bà nói: "Vậy chỉ có thể khổ mẫu thân của ta phải quỳ thôi." Khâu Cấm Nhi cũng bất đắc dĩ nói: "Trung sư huynh, chúng ta bắt đầu nào." Tinh thần lực của Trung Nhạc xông ra, lấy tinh thần lực của mình bắt đầu xây dựng kiếm văn tự tại đại kiếm khí cho nàng ở một bên tham quan học tập. Mặc dù kiếm văn này chỉ có một đạo, thế nhưng mà vô cùng phức tạp. Dù hôm nay tinh thần lực của Trung Nhạc kinh người, nhưng muốn xây dựng kiếm văn đi ra ngoài cũng có chút cố sức. Nhất là hướng Khâu Cấm Nhi biểu diễn kiếm văn, cần bày ra tất cả hoa văn phiền phức. Đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, đối với lực khống chế cũng yêu cầu cực cao. Mà học tập đạo kiếm văn này đối với trí tuệ của Khâu Cấm Nhi cũng là một khảo nghiệm. Trung Nhạc một bên xây dựng kiếm văn, một bên giảng giải cho nàng công pháp tích chứa trong kiếm văn. Từ kiếm văn diễn sinh ra môn công pháp lại càng tối tăm khó hiểu. Trung Nhạc cũng là có Tân Hỏa dạy, hao tốn tâm trí, lúc này mới tìm hiểu thấu triệt công pháp tích chứa trong kiếm văn, trước sau hao hết nửa tháng. Khâu Cấm Nhi học tập lên cũng cực kỳ gian khổ, nhất là đạo kiếm văn kia. Dù mặt ngoài chỉ là một loại đồ đằng, thế nhưng trong đó có không biết bao nhiêu loại đồ đằng phức tạp, mà công pháp lại càng tối tăm. Trung Nhạc một bên dạy, một bên giúp nàng luyện hóa mộc khí dư thừa trong cơ thể. Hơn nửa tháng sau, lúc này Khâu Cấm Nhi mới học xong, bản thân tự dùng kiếm văn tới luyện kiếm khí. Mộc tính trong cơ thể của nàng đã giảm bớt rất nhiều.
mộc khí phóng mạnh về tim bị trung nhạc luyện hóa mấy ngày nay, trái tim không còn mộc hóa nữa, chẳng qua là hai chân vẫn không thể đi lại. Đây chính là trời sinh linh thể sao? Hồn phách của trung nhạc đứng trên thức hải, đưa mắt nhìn mộc khí mà mười mấy ngày nay luyện hóa từ trong cơ thể Khâu Cấm Nhi luyện thành kiếm khí. Chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, đạo mộc kiếm khí kia đã không kém Long Tương kiếm khí của bản thân chút nào. Phải biết rằng Long Tương kiếm khí chính là hái tinh khí của thú thần luyện ra. Tinh khí thú thần đó là nội đan của Long Tương. Độ tinh khiết của mộc kiếm khí này có thể so với Long Tương kiếm khí, chẳng phải là nói Khâu Cấm Nhi liền tương đương với một quả thú thần nội đan hay sao? Nhạc tiểu tứ, nếu người có thể cùng cô bé này song tu, công lực có thể đại tăng. Tân Hỏa trịnh trọng nói, cô bé này chính là một quả linh đan hình người đại bộ, tuyệt đối có thể làm cho ngươi luyện thành mộc kiếm khí kinh người. Trung Nhạc kho khan một tiếng, lấy ra kiếm bài kia đặt ở trong tay của Khâu Cấm Nhi nói, nếu như Cấm Nhi sư muội đã học xong canh kim kiếm khí, chỉ cần không ngừng tu luyện luyện hóa mộc khí, nhiều nhất nửa năm liền có thể khôi phục đi lại. Ta còn có việc cáo từ trước đây. Khâu Cấm Nhi có chút không đành liền nói, Trung sư huynh đang ở nơi nào? Ngày khác chờ chân của ta tốt rồi, ta đi thăm ngươi. Trung Nhạc nói phương vị động phủ của mình, đứng dậy rời đi, thầm nghĩ, động phủ kia của ta còn chưa kịp đi qua, bất quá linh không điện có tên của ta cũng không sợ mất được. Hắn không có trở về động phủ, đi thẳng tới linh không điện. Lúc này ngoài động phủ của Trung Nhạc, nhiều luyện khí sĩ nội môn trẻ tuổi gánh lấy mặt trời chờ Trung Nhạc đến. Hơn nửa tháng Trung Sơn Thị vẫn không có xuất hiện, cái tên tiểu tử này không phải là sợ đấy chứ? Một thiếu niên không nhịn được nói, nếu hắn vẫn không xuất hiện, chúng ta chẳng phải là chờ uổng ở chỗ này rồi hay sao? Thác Vô Ưu cười lạnh một tiếng, nếu ngươi chờ không nổi có thể rời đi, không ai cản ngươi cả. Mọi người cũng rối rít cười khẩy, không có một người rời đi. Dù sao Trung Sơn Thị lấy được kiếm bài kia liên quan trọng đại, đại biểu cho truyền thừa chí cao của kiếm môn, người nào cũng không muốn buông tha cho cơ hội này. Bên trong linh không điện, Trung Nhạc nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy từng ngọn kiếm môn đứng vững ở trong đại điện, có tất cả trăm tòa, mỗi một tòa kiếm môn đại biểu cho một loại linh truyền thừa. Nếu hữu duyên, kiếm môn sẽ mở ra để 100 đệ tử thượng viện tiến vào trong đó. Về phần có thể cảm ứng được linh trong đó hay không, vậy thì nhìn bổn sự của chính mình. Lần này linh không điện vì ngươi chuẩn bị linh, chính là linh mạnh nhất đại hoang. Trưởng lão bảo vệ linh không điện ngồi xếp bằng, lông mày khẽ lay động, trầm giọng nói, ở trong kiếm môn này, linh trong đó chính là truyền thừa của kiếm môn ta, tên gọi là kiếm linh. Môn hộ này đã có 10 năm chưa từng mở ra, để dành linh vô cùng hùng hậu. Người tinh tế cảm ứng xem có thể mở ra cửa này hay không. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, không vội cảm ứng kiếm môn, hắn không người nói, trưởng lão, Thủy Thanh Nghiên có tới đây không? Nàng tiến vào môn hộ nào vậy? Nữ tử Thủy Đồ Thị kia sao? Nàng cùng ngươi đồng liệt vào hạng đầu tiên của thượng viện, sớm ngươi hơn 10 ngày tiến vào tòa thần môn này. Mi mắt của trưởng lão kia buông xuống, lông mi trắng thật dài phiêu lên, chỉ hướng một tòa kiếm môn nói, sau môn hộ này là môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn lưu lại linh, thần linh thông thần, so với kiếm linh cũng không thua kém gì. Trung Nhạc nhìn về phía môn hộ kia, trong mắt tóe ra một tia sát khí. Đột nhiên chỉ thấy tòa kiếm môn này mở ra, một thiếu nữ cất bước đi ra, chính là Thủy Thanh Nghiên, trên cổ mang một khăn quấn lông chồn trắng như tuyết. Khăn cổ này không đơn thuần là trang sức, mà là vì che kín vết thương trên cổ của nàng. Đánh với Trung Nhạc một trận, cổ của nàng bị Trung Nhạc chém đứt một nửa, vết sẹo vẫn còn. Ánh mắt hai người gặp nhau, trưởng lão kia cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng, cảm thấy trong linh không điện nhiều ra mấy phần sơ sắc tiêu điều. Trung sư huynh, Thủy Thanh Nghiên cười dài thiên lễ, Thủy sư muội. Trung Nhạc hoàn lễ. Thủy Thanh Nghiên khẽ cười một tiếng, cất bước rời đi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút không quá thoải mái. Ta bị trưởng lão gọi đi nghiêm khắc mà điều tra, mà thiên tượng lão mẫu lại có thể bình yên vô sự,
kiếm môn cũng không có thể làm được công bình công chính. Kiếm môn đã mất công, kiếm linh cũng sẽ mất công, không cảm ứng cũng được. Hắn ngồi xếp bằng, căn bản không đi cảm ứng. Sau một lúc lâu đứng lên nói: Trưởng lão, ta không cách nào cảm ứng, để cho tòa kiếm môn này mở ra. Xem ra ta không thích hợp kiếm linh ở trong này. Trưởng lão kia rứt cục mở mắt, liếc hắn một cái thật sâu cười nói: Người chưa cảm ứng kiếm môn này như thế nào mở ra đấy? Nếu ngươi không hiểu cảm ứng như thế nào, ta sẽ dạy cho ngươi. Trong lòng ngươi quan tưởng kiếm môn, tinh thần lực thích phóng ra là có thể cảm ứng được linh sau lưng những kiếm môn này. Nếu có kiếm môn thích hợp với ngươi sẽ tự động mở ra. Cho dù kiếm linh không thích hợp với ngươi, còn sẽ có những linh khác thích hợp với ngươi. Người thiếu niên không nên xem thường mà buông tha. Trung Nhạc nháy mắt mấy cái thầm nghĩ: Ta muốn rời kiếm môn, đi mặt trời cùng mặt trăng, cảm ứng nhật nguyệt chia linh. Bất quá cảm ứng nhật nguyệt chia linh hẳn là rất khó, không bằng thừa cơ hội này trước thí nghiệm một chút xem. Hắn yên lặng ngồi xuống, nổi lên tinh thần quan tưởng tại hoàng. Trưởng lão kia khẽ vút cằm thầm nghĩ: Thiếu niên này cũng là nhân tài, mặc dù có chút lỗ mãng nhưng biết sai có thể thay đổi, chỉ là không biết hắn có thể để cho kiếm linh mở cửa hay không. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe khanh khách xèo xèo, thanh âm môn hộ mở ra truyền đến. Một kiếm môn chậm rãi mở ra. Trưởng lão gật đầu thầm nghĩ: Rất tốt, nhanh như vậy liền để cho môn hộ mở ra, nói rõ tinh thần lực của hắn đủ mạnh. Hơn nữa quan tưởng tinh diếu, chỉ bất quá không phải là kiếm linh môn hộ. Đột nhiên trong linh không điện, tiếng khanh khách xèo xèo không ngừng truyền đến. Vẻ mặt của trưởng lão kia kinh ngạc, vội vàng nhìn lại, sắc mặt không khỏi kịch biến. Chỉ thấy trong điện trên 100 môn hộ giờ phút này hết thảy đều chậm rãi mở cửa. Cửa kiếm linh mở ra, cửa thần linh cũng mở, tất cả môn hộ đều mở sạch sẽ. Điều này đại biểu linh núp sau lưng những môn hộ kia đều cho rằng thiếu niên này thích hợp với bọn nó. Đây là từ khi kiếm môn thành lập đến nay lần đầu tiên phát sinh loại tình huống không thể tưởng tượng nổi này. Cho dù là trời sinh linh thế cũng không có thể làm cho tất cả môn hộ mở ra, hắn là làm sao làm được đây? Trong lòng trưởng lão kia vạn phần rung động, qua một hồi lâu mới thanh tỉnh, vội vàng nhìn lại Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc đã không còn bóng dáng, trong lòng chấn động. Hắn tiến vào môn hộ nào vậy? Ngoài linh không điện, Trung Nhạc đeo sọt thuốc đi xuống kiếm môn thấp giọng nói: Cảm ứng linh thật giống như cũng không khó, Tân Hỏa, hiện tại chúng ta liền đi được chưa? Tân Hỏa hưng phấn nói: Tự nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Cái gì mà kiếm linh, thần linh đấy, có thể so với Tân Hỏa lưu lại truyền thừa hay sao? Chúng ta đi tìm truyền tống đại trận mà ta đã lưu lại kia. Ta đưa ngươi lên mặt trăng để ngươi cảm ứng nguyệt linh. Mà trước động phủ của Trung Nhạc, đám người Thác Vô Ưu vẫn trông mong chờ đợi. Nhiều luyện khí sĩ nội môn qua lại an ủi với nhau: Trung Sơn Thế nhất định sẽ trở lại. Tiểu tử này nhất định là ở linh không điện cảm ngộ linh, chỉ cần chúng ta chờ ở chỗ này là có thể ngăn hắn ta lại. Chịu đứng hết thảy cực khổ sẽ có thu hoạch thôi. Cũng trong lúc đó, Thiên Tượng lão mẫu, người nói rằng tên Trung Sơn Thị kia hình như đã biết lai lịch của ngươi sao? Bên trong đại điện trống không, Thủy Thanh Nghiên nhìn người trong bóng tối kia với ánh mắt có phần kinh kỵ. Người nọ cười nói: Người yên tâm, ta đã điều tra rõ nguyên nhân Trung Sơn Thị có được đại tự tại kiếm khí kia rồi. Lão già kia thương tiếc đứa con gái Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi kia là linh thể trời sinh, không muốn nó bị hóa gỗ nên mới để cho Khâu Đàn Thị trộm kiếm bài đi. Nhưng Khâu Cấm Nhi không tìm ra được điều ảo diệu bên trong mà lại tặng kiếm bài cho Trung Sơn Thị. Trung Sơn Thị có lẽ biết lai lịch của ngươi, nhưng lão già kia thì không, nên ngươi cứ yên tâm đi. Thủy Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm nói: Phải giải quyết Trung Sơn Thị thế nào đây? Hắn biết thân phận của ta thì cũng là mối họa tiềm tàng, không có lợi cho đại kế của chúng ta. Hiện tại không ai tin hắn, vì hắn người bé, lời nhẹ. Nếu một ngày nào đó lão già kia triệu kiến hắn ta, khi đó địa vị của hắn sẽ không còn nhỏ bé nữa rồi. Nếu lúc đó hắn tố giác ta, cho dù trưởng lão cũng phải suy nghĩ tới lời của hắn ta. Nếu ta mà bại lộ,
ngươi đừng có mong là ta sẽ không khai ra ngươi. Người trong bóng tối kia mỉm cười nói, ngươi cứ yên tâm, ta đã dặn bảo rồi, Trung Sơn Thị sẽ không thể sống sót ra khỏi kiếm môn đâu. Người nọ thản nhiên nói, ta tuyệt sẽ không để lộ chút dấu vết nào, bởi vì nếu ta muốn giết ai, cho dù trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết là ta làm. Trung Sơn Thị sẽ biến mất không chút động tĩnh nào, bất cứ ai cũng không điều tra được tới ta. Căn cơ ta rất sâu, đã cắm rễ ở kiếm môn này. Người ủng hộ ta không chỉ có Thủy Đồ Thị. Cái chết của Trung Sơn Thị sẽ chỉ như ném cục đá vào mặt nước, gợn lên chút sóng, rồi sẽ nhanh chóng yên tĩnh trở lại thôi. Lúc bấy giờ Trung Nhạc cõng sọt thuốc đi đến bên sườn núi, gõ la đồng. Ngạc Long lắc đầu quẫy đuôi, vỗ cánh bay tới từ trong mây mù bên sườn núi, rồi hạ xuống bên cạnh. Ngạc Long tiền bối, phiền ngài đưa ta tới bờ bên kia. Trung Nhạc đi lên lưng của Ngạc Long khách khí nói. Con Ngạc Long kia vỗ cánh bay lên, từ từ bay vào trong lớp mây mù, quay cuồng xung quanh sườn núi. Khi bay được nửa quãng đường, Trung Nhạc khẽ nhíu mày, vì nhận ra tốc độ của Ngạc Long càng lúc càng chậm, dần dần dừng lại. Này thiếu niên, không phải ta muốn giết ngươi, mà là ta nợ người ta, phải trả nợ. Dưới chân Trung Nhạc, Ngạc Long thấp giọng nói, ngươi đừng có trách ta. Trung Nhạc cả kinh, đột nhiên Ngạc Long dưới chân hắn lăn mình thật mạnh. Trung Nhạc chỉ cảm thấy như trở đất đảo điên, đầu dưới chân trên. Đây là cá sấu lật mình khi sắp chết. Hiển nhiên con Ngạc Long này muốn đá văng hắn khỏi lưng mình, ném vào trong cấm địa của kiếm môn. Cấm địa của kiếm môn đó chính là nơi ma hồn bị trấn áp, ma tính cực nặng, thậm chí có huyết nhục đang không ngừng sinh trưởng, bỏ lên theo vách núi. Máu đỏ rực trông vô cùng kinh khủng, mà thậm chí còn cần các vị thần thượng cổ mới có thể phong ấn được. Nếu bị ném vào nơi đó thì chỉ có con đường chết. Trung Nhạc phản ứng vô cùng nhanh, trong lúc Ngạc Long lật mình, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, hai tay bám chặt lấy những cục xương nhô ra của Ngạc Long, cả người bị văng bên này bên kia, suýt nữa thì bị ném vào cấm địa. Quan Tưởng Tại Hoàng, hắn lập tức động tâm niệm, khiến tinh thần lực cuồn cuộn trào ra. Nhưng nơi đây ma tính quá nặng, lại có phong ấn của các vị thần trấn áp, nên tinh thần lực vừa quan tưởng ra hình thái của Tại Hoàng thì đã bị đánh tan, căn bản là không quan tưởng được. Trong mây mù, Ngạc Long quay càng lúc càng nhanh, một lòng một dạ muốn hất văng hắn ra ngoài, khiến hắn rơi vào trong cấm địa. Lúc này Trung Nhạc chỉ cảm thấy khó lòng mà nắm được xương lồi kia, lòng không khỏi trầm xuống. Đột nhiên hắn chủ động buông tay, toàn thân lập tức bị hất văng ra ngoài. Bùng phát, Trung Nhạc gầm lên, thân hình như lưu tinh rơi vào trong cấm địa dưới đáy vực. Đột nhiên hắn giơ chân lên rồi đạp thật mạnh xuống, lòng bàn chân dẫm lên không khí, khiến không khí trong phạm vi ba trượng dường như bị một cước của hắn đạp cho mà ngưng tụ lại, như tạo nên thực thể, phát ra tiếng nổ bùm vang như tiếng trống. Tốc độ rơi xuống của hắn chậm lại một phần, Trung Nhạc lại giơ chân khắc lên rồi lại đạp thật mạnh xuống. Lại một tiếng trống đùng vang lên, không khí trong phạm vi ba trượng bị hắn đạp bằng, khiến tốc độ rơi xuống của hắn tiếp tục giảm xuống. Hắn liên tục giơ chân đạp xuống, không khí bị ép nén cho liên tục dẹp bằng. Khi hai chân hắn nâng lên, không khí bị đè nén lập tức phóng thích, vừa ép vừa phóng, khiến hơi nước trong không khí cũng ngưng tụ lại, tạo nên màn mưa nhỏ tí tách, hồng mịt một mảng. Thân thể của hắn dần dần tiếp cận cấm địa ở đáy vực, mà hơi nước trong không khí ở nơi đó không phải là nước nữa, mà lại là máu. Bị hắn ép xuống rồi phóng ra như này, khiến máu trong không khí bị ép bắn ra. Trung Nhạc rốt cục cũng ngừng xu thế rơi xuống, ưu thế về cơ thể mạnh mẽ dần xuất hiện. Hai chân hắn liên tục đạp không bay lên. Tiểu tử này lại luyện cho cơ thể mình mạnh tới mức này sao? Trên không trung, Ngạc Long nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không cần quan tưởng, cứ thế đạp không bay lên, dùng cú đạp bàn chân tạo hơi nén, hình thành lực phản chấn để nâng cơ thể lên. Điều này yêu cầu cơ thể mạnh mẽ và sức bật rất là cao. Dù yêu tộc như nó thì cũng khó mà làm được, mà Trung Nhạc lại có thể làm được tới bước này. Có thể thấy tên thiếu niên 15-16 tuổi này đã rèn luyện thân thể mạnh như thế nào. Trung Nhạc liên tục đạp không khí từng bước bay lên, chỉ là liên tục bộc phát thể năng khiến cơ thể chịu tải lớn. Dù hắn thì cũng không thể kiên trì được lâu.
Ngạc Long vỗ cánh bay tới. Con Ngạc Long này có huyết thống của Giao và Long, nên thân thể mạnh mẽ vô cùng, cũng rất khổng lồ và vô cùng linh hoạt. Nó vỗ cánh tạo nên cơn lốc, liền khiến cho Trung Nhạc bị ép cho không thể đạp không bước đi được nữa. Trung tiểu ca nhí, thực sự không phải Ngạc Long muốn giết ngươi, mà là ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Người đó có ân với Ngạc Long, ta phải báo ân. Bị thân thể to lớn của Ngạc Long nghiền ép, Trung Nhạc liên tục đạp không khí, dốc sức né tránh, rồi vung một quyền đánh vào thân thể Ngạc Long. Con Ngạc Long kia có thân thể rất cứng rắn, toàn thân được bao trong bộ giáp xương rất dày, nên không bị thương chút nào. Trung Nhạc thì lại bị chấn cho bay xa khỏi con cự ngạc này. Hắn lập tức đạp không phóng lên hỏi: Ngạc Long, là ai bảo ngươi giết ta? Ngạc Long không đáp, vỗ cánh, toàn thân lập tức phóng thẳng lên trời. Trong phút chốc, nó bay vụt qua Trung Nhạc, cái đuôi to lớn từ trên không quất xuống. Trung Nhạc né không kịp bị quất trúng, nhất thời khó mà ổn định thân hình, bị quật cho rơi xuống vực. Con cự ngạc hít vào một hơi thật dài, không khí nhanh chóng bị hút vào trong cơ thể nó. Lực hút bậc này khiến không khí bị hút sụp. Vù! Ngạc Long thổi không khí xuống dưới, tạo nên cơn lốc đuổi theo Trung Nhạc. Trung Nhạc liên tục đạp không khí mà đều đạp không, rút cuộc ngã vào trong cấm địa. Xin lỗi, ân hệ ấy quá lớn, ta cũng không làm khác được. Ngạc Long vỗ cánh bay lên, toàn thân giấu ở trong mây mù, không có chút dấu vết. Trung Nhạc biến sắc mặt, liên tục đạp không khí, nhưng cơn lốc kia từ trên ép xuống làm cho hắn không thể nào bay lên được, cả người rơi xuống dưới. Trên vách núi hai bên là những mảng thịt không có da đang không ngừng mấp máy, còn có những mạch máu thình thịch đập, cung cấp máu tươi cho những mảng thịt bám trên vách đá dựng đứng kia. Mà hai bên vách đá còn có hai đầu đằng văn màu đỏ tươi như máu thật lớn, thi thoảng lại phát sáng, chấn áp ma tính và huyết nhục mấp máy ở nơi này, tạo nên một cảnh tượng quỷ dị. Theo hắn rơi xuống, ma tính vô hình tràn ngập trong không trung, bắt đầu xâm nhập vào thức hải của hắn. Thức hải tung trào, tất cả tâm ma nhảy ra trong thức hải làm mưa làm gió. Trung Nhạc tâm tình cáu kỉnh, đôi mắt lập tức đỏ đậm, nhưng đầu óc của hắn vẫn rất tỉnh táo, dường như là do phong ấn của chư thần hai bên vách đá đã chấn áp ma tính, khiến hắn không bị âm tính khống chế. Đám khói đen giống như đám khói đen chứa ma hồn hồi trước vọt tới bao phủ lấy hắn. Đột nhiên từ trong mi tâm Trung Nhạc, tân hỏa nhảy ra khỏi thức hải, đứng trên bờ vai của hắn. Ngọn lửa nhỏ này tỏa ra ánh sáng u tối, khiến khói đen bị chặn bên ngoài. Thậm chí ma tính đậm đặc như nước cùng lực chấn áp của chư thần cũng bị chặn ở ngoài, không thể xâm nhập vào trước lồng ánh sáng này. Bịch một tiếng, Trung Nhạc rơi xuống đất, bên dưới mềm mại vô cùng, hóa ra là huyết nhục đã phủ kín đáy vực, chứ không phải là đống đất đá nữa. May có tân hỏa bảo vệ, ngăn cản chấn áp của phong ấn chư thần và chống đỡ ma tính trong vực quấy dày, hắn lập tức cảm thấy lại có thể dùng thức hải của mình, lập tức quan tưởng tuệ hoàng dọn dẹp sạch sẽ ma tâm trong thức hải. May là có tân hóa, nếu không đám hắc vụ này sẽ lấy mạng của ta mất thôi. Trung Nhạc thở hắt ra một hơi, đột nhiên trên không chuyển tới tiếng xé gió do vật nặng rơi xuống. Trung Nhạc vội vàng bỏ chạy, lòng vừa sợ vừa giận. Chẳng lẽ con Ngạc Long này thấy ta chưa chết nên lấy đá muốn lấp ta ư? Dầm một tiếng, vật kia rơi dầm xuống phía sau hắn. Trung Nhạc may mắn tránh được thứ này, không bị rơi trúng người. Hắn quay lại nhìn thì không khỏi kinh ngạc, bởi vật nặng kia không phải là một tảng đá mà chính là Ngạc Long. Con Ngạc Long to lớn này mắt trợn tròn, chán thủng một cái lỗ to tướng, không biết là bị thứ gì xuyên thủng đánh nát óc, đã hoàn toàn tuyệt khí. Hắc vụ vọt tới, chỉ giây lát toàn bộ máu thịt trên cơ thể Ngạc Long đã biến mất, chỉ để lại bộ xương trắng hếu. Một bộ xương như vậy nằm trên nền thịt dưới đáy vực trông thê lương biết mấy. Trung Nhạc toàn thân rét run, trong lòng lại càng lạnh lẽo. Ngạc Long vì đền ơn mà quăng ta xuống vách núi này để hắc vụ tiêu diệt ta, mà kẻ mà Ngạc Long phải báo ơn kia lại vì không muốn để lộ tin tức ra mà diệt khẩu nó rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung bên trên, lúc này hắc vụ dày đặc che kín không trung, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trên. Chính là tên cường giả của Thủy Đồ Thị khiến thiên tượng lão mẫu ký sinh trong cơ thể thủy sư muối giết chết Ngạc Long sao? Không đúng, Ngạc Long nói
người nọ có ơn với nó, mà Ngạc Long là dị chủng trong Lôi Hồ, được luyện khí sĩ Lôi Hồ Thị đưa tới kiếm môn tu hành. Ân nhân của nó phải là Lôi Hồ Thị mới phải. Trung Nhạc nhớ tới khuôn mặt hào sảng của trưởng lão Lôi Hồ Thị kia, chân tay lạnh lẽo. Loan tin ta có được kiếm bài ra khắp nội môn, lại bố trí Ngạc Long giết ta rồi giết Ngạc Long, đấu đá nội bộ, cấu kết với ma tộc, kẻ đó định làm gì đây? Huyết nhục dưới đáy vực mấp máy, hệt như chỗ nào cũng có một cái mồm cực lớn. Bộ thi cốt Ngạc Long từ từ chìm vào trong huyết nhục, không lâu sau đã bị cắn nuốt hoàn toàn. Trung Nhạc cũng cảm thấy dường như huyết nhục muốn leo lên chân mình. Hắn vội vàng bay lên, đạp không khí mà đi. Hắn vừa bay lên được trăm trượng thì trên đỉnh đầu hắn đột ngột xuất hiện một quần sáng cực lớn. Lúc này đồ đằng văn của chư thần phong ấn hai bên vách đá tỏa sáng, một loại sức mạnh vô hình ép lên người của hắn. Trung Nhạc thét lớn, cả người lại rơi xuống. Đây chính là phong ấn của chư thần, phong ấn mà các vị thần để lại trên vách đá, cho phép vào chứ không cho phép ra. Đã phong ấn hắn vào đáy vực này, không thể thoát thân được. Ngạc Long đã chết rồi, Trung Sơn Thị cũng đã chết rồi. Bên trong đại điện trống trải, Thủy Thanh Nghiên mỉm cười tò mò hỏi: nhưng việc này dù ngươi có làm được tới mức thần không biết quỷ không hay thì cũng không thể lừa gạt được lâu đâu. Sự biến mất của Ngạc Long chắc chắn sẽ bị phát hiện nhanh thôi. Chuyện Trung Sơn Thị biến mất hẳn là cũng không giấu được bao lâu. Nếu có người vào đáy vực đó xem xét, tìm được thi thể của Trung Sơn Thị và Ngạc Long, như vậy là có thể từ miệng vết thương biết ai đã giết bọn họ rồi. Thiên tướng, người vẫn chưa biết bên dưới kiếm môn chấn áp thứ gì đâu, cũng không hiểu rõ về phong ấn của chư thần đâu. Người trong bóng tối kia cười nói: đó là phong ấn của chư thần, bất cứ ai rơi vào trong đó thì đừng có mong mà đi ra ngoài được. Bất luận là kẻ nào cũng không dám xuống xem xét đâu. Mà cho dù có người dám xuống thì cũng chẳng thể nào mà tìm ra được thi thể của Ngạc Long và Trung Sơn Thị. Bởi vì... y mỉm cười nói tiếp: bọn chúng đã bị ăn hết sạch rồi, không để lại bất cứ dấu vết nào cả. Hơn nữa, dù có người có thể tiến vào ma hồn cấm địa mà sống sót đi ra thì cũng không đoán được là do ta làm. Bởi vì... Thủy Thanh Nghiên nghe vậy mà chấn động trong lòng, bèn cười duyên nói: ta thật ngạc nhiên, ngay cả ma thần đại hoang như ta cũng chẳng quan tâm thứ bị phong ấn dưới kiếm môn. Vì sao người có thể hiểu rõ như vậy, thậm chí còn biết tường tận về phong ấn như vậy? Người rốt cuộc là ai? Người trong bóng tối từ từ tan biến như ảo ảnh, y thản nhiên nói: người đừng cố tìm hiểu quá nhiều thiên tượng lão mẫu à. Người chỉ cần biết là hợp tác với ta, người sẽ không bị thiệt thòi gì cả. Ngược lại còn báo được mối thù sâu hàng vạn năm trước đây, nô dịch được nhân tộc đại hoang, thậm chí còn tạo nên thời đại còn huy hoàng hơn nữa cho ma tộc các ngươi. Mà ta chỉ muốn thứ bị chấn áp dưới núi kiếm môn mà thôi. Thủy Thanh Nghiên hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Giả thần giả quỷ. Lúc này dưới đáy vực, Trung Nhạc nhíu mày suy tư. Có phong ấn chư thần ở đây, sợ là ta không thể nào chạy thoát ra khỏi nơi này được. Này phải làm thế nào đây? Này Tân Hóa, ma hồn với hắc vụ này hẳn là bùng phát ở bên ngoài núi kiếm môn phải không? Tân Hỏa tò mò quan sát bốn phía, hưng phấn vạn phần, miệng thì lẩm bẩm cái gì không rõ. Nghe Trung Nhạc hỏi vậy thì cười đáp: không sai, ma hồn âm chướng bùng nổ bên ngoài kiếm môn, cách núi kiếm môn tầm trăm dặm. Mà ý của ngươi là? Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài đáp: chỗ này phong ấn chư thần rất mạnh, nhưng nơi bùng phát ma hồn âm chướng ắt là rất yếu. Nơi đó là nơi duy nhất có thể đột phá phong ấn được. Nếu muốn sống sót rời khỏi nơi đây thì chỉ có thể đi tới nơi đó thôi. Chỉ là không rõ vùng cấm địa này có gì hung hiểm không. Tân Hỏa nhảy nhót nói: cấm địa ma hồn này ta đã muốn xuống xem như thế nào từ lâu rồi. Đi, đi nào, chúng ta vào trong xem có thứ gì cổ quái nào. Trung Nhạc gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong không trung, rồi xoay người đi vào sâu trong cấm địa. Đại hoang là của nhân tộc ta, không được cho ngoại tộc nhúng tay vào, cũng không được phép cấu kết với ngoại tộc mưu hại đồng tộc. Hắn bước chân nặng nề dẫm lên máu thịt nói: hiện giờ thực lực của ta chưa đủ,
thế nhưng không phải là không bao giờ không đủ. Môn chủ kiếm môn già rồi, thế nhưng ta thì chưa. Khắp đáy vực này, nơi nào cũng có những mảng thịt thật lớn, có cả những mạch máu to tới mấy trượng. Mạch máu phân ra làm những nhánh nhỏ, giống như còn có cả trái tim cung cấp máu vậy. Thi thoảng chúng lại nhảy lên một cái. Trung Nhạc quan sát thấy trên vách núi là những mạch máu dựng lên như mạng nhện. Thậm chí hắn còn cho rằng mình đã tiến vào trong cơ thể của một người khổng lồ. Dọc đường đi, hắn thấy thêm nhiều thần khắc, đó là phong ấn mà các vị thần để lại. Dù trải qua không biết bao nhiêu là năm tháng, những phong ấn này vẫn không hề biến mất. Hiệu lực của những phong ấn này vẫn còn cực kỳ mạnh, hoa văn bày ra rất trừu tượng. Dù Trung Nhạc chỉ nhìn ra được một đoạn ngắn của phong ấn, nhưng cũng phải hết hồn. Bởi phong ấn nơi này hiển lộ ra đồ đằng văn cực kỳ thâm ảo và phức tạp, rất là khó hiểu. Nhưng số lượng của chúng nhiều tới mức khiến người ta khiếp sợ. Có thể thấy được số lượng thần tham gia trận phong ấn này là nhiều như thế nào. Nhiều thần ma như vậy để lại phong ấn, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là vì phong ấn ma hồn âm chướng không như vậy. Nơi này nhất định có bí mật khủng khiếp nào đó rồi. Trung Nhạc và Tân Hỏa lướt nhau cùng nói: Nhạc tiểu tứ, lấy lồng đèn ra đi. Tân Hỏa đột nhiên thấp giọng nói với ngữ khí khá ngưng trọng: Nơi này ma tính quá nặng, sợ là sẽ xuất hiện mấy thứ không tốt đâu. Sao, thứ không tốt ư? Trung Nhạc nghe vậy thì lòng căng thẳng. Hắn lấy chiếc lồng đèn ra khỏi sọt thuốc. Tân Hỏa bay xuống bấc đèn, ánh lửa lập tức sáng hơn vài phần. Tân Hỏa thấp giọng nói: Nếu thứ được sinh ra từ hồn ma của thần thì bản thân ta có thể ngăn cản, làm cho thần, hồn ma của thần không thể xuyên qua ngọn đèn của ta được. Nhưng nếu mà sinh linh nhảy ra là tử ma tính, có huyết nhục, trở thành sinh mệnh thì ta không ngăn cản được, phải dựa vào ngươi rồi. Chiếc lồng đèn này là nơi cư ngụ của Tân Hỏa, hẳn không chỉ là một cái đèn lồng cũ kỹ mà có cái gì đó thần diệu nhưng Tân Hỏa chưa từng nhắc tới bao giờ. Trung Nhạc nhìn xung quanh, lúc này huyết nhục tạo nên một thông đạo rất là rộng rãi, nhưng lại không có thứ gì nảy sinh ra từ bên trong. Hắn không khỏi buồn bực hỏi: Tân Hỏa, nơi này thì có thứ gì không tốt chứ? Tân Hỏa đứng trên bức đèn, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Tân Hỏa nói: Nhiều thật ma bị chôn ở nơi này như vậy, sinh cơ chưa kịp tan đi cùng tập trung lại một chỗ thì sẽ khủng bố cỡ nào đây. Dù sao bọn họ đã chết quá lâu rồi, sinh cơ thêm vào ma tính cùng oán niệm của các thần ma tử nán, khó mà đảm bảo sẽ không sinh ra mấy thứ quỷ dị cho được. Hơn nữa nơi này nhiều huyết nhục như vậy, nếu thêm những huyết nhục này, phỏng chừng sẽ sinh ra thi ma tung hoành vùng cấm địa này. Nhạc tiểu tứ, ngươi quan tưởng tuệ hoàng, bởi tuệ hoàng chính là thần, nếu có tà nính thì cũng khó mà tới gần thân ngươi được. Trung Nhạc dùng mình một cái, hắn giơ đèn ra phía trước, bước chân cũng chậm lại đôi chút. Có Tân Hỏa bảo vệ ngăn cản ma tính và chư thần phong ấn, hắn lập tức duy trì trạng thái quan tưởng, rót tinh thần lực ra, hóa ra một ảo ảnh tuệ hoàng đỉnh thiên lập địa sau người. Vị tuệ hoàng này cao tới 12 trượng, đầu rồng, mình người, đuôi rồng, trông đầy uy nghiêm và trang trọng, xua đi không khí tà ác. Xoẹt một tiếng, một đạo kiếm khí bay ra, hóa thành một con long tướng tinh xảo rơi xuống đất, chạy nhảy khắp nơi. Lại có một đạo mộc kiếm khí bay ra, hóa thành một cây non ở dưới đất. Cho dù long tướng hay cây non đều cao không tới một thước, cây non này bộ rễ múa may cũng chạy tới chạy lui trên mặt đất. Trung Nhạc võ trang đầy đủ, cẩn thận bước đi, lòng lại có vẻ phần tiếc hận. Nếu có hồn binh trong số 10 hung binh kia trong tay ta thì quá hoàn mỹ rồi. 10 hung binh của kiếm môn, mỗi một thứ đều có uy năng kinh người, tiếc là quá khó để điều khiển, khí thế quá hung ác, hại người, hại cả mình. Huyết nhục phía trước dần mỏng đi, giọng nói của Tân Hỏa lại càng ngưng trọng. Huyết nhục nơi này đã giảm bớt đi rồi, chứng tỏ là ta đã đoán đúng, có sinh linh quỷ quái ra đời. Ồ, nơi này có bộ hài cốt này, người nào có thể đi tới nơi đây mới bị hút đi máu thịt toàn thân như vậy nhỉ? Mà không đúng, người này chết đi vì mệt, sau đó mới bị hút đi máu thịt. Kỳ quái, thật là kỳ quái mà. Trung Nhạc cũng nhận ra trước vách tường thịt kia có một bộ hài cốt hình người đang quỳ ở đó, tay chống một lưỡi dao đã gãy, hẳn là người của nhân tộc. Lưỡi dao này tuy đã gãy một phần lớn nhưng vẫn còn dài tới hơn 5 thước. Người này khôi ngô cao lớn,
trên xương cốt trải rộng các loại đồ đằng văn. Trung Nhạc lướt qua, lòng không khỏi nhảy dựng. Người này thế mà lại khắc đồ đằng văn trên xương, khiến cơ thể mình mạnh mẽ hơn. Mà trên đồ đằng văn trên xương cốt của y có long có phượng, hẳn là những loại đồ đằng văn cao cấp, một trong những truyền thừa tối cao của kiếm môn. Dưới chân bộ hải cốt này không có một chút huyết nhục nào, để lộ ra núi đá. Trên đó có dấu vết do ngón tay khắc ra. Môn chủ đời thứ 14 của kiếm môn, Hữu Ngô Thị, Ngô Thiên Nhai, cảm thấy thọ nguyên sắp hết, xách kiếm vào cấm địa. Dọc đường gặp thi ma, vung kiếm chém giết, chém 18,000 ma đầu, kiệt lực tại nơi đây. Trung Nhạc đọc xong, lòng chấn động mạnh, thất thanh nói: vị này là môn chủ đời thứ 14 của kiếm môn ta, sao ông ấy lại vào nơi này để rồi chết ở đây như vậy? Tân Hỏa lắc đầu, khiến ngọn lửa lắc lắc theo nói: đoán chừng là hắn biết ma hồn cấm địa này sản sinh ra thi ma. Nếu để cho thi ma càng lâu càng nhiều thì sẽ không ngừng phá hoại chư thần phong ấn, sẽ khiến cho ma hồn hoàn toàn bùng nổ, không thể chấn áp được, làm hại cho đại hoang. Hoặc là hắn sắp chết rồi nên dứt khoát chạy tới trừ ma. Tuy nhiên cái chết này không hề vô ích đâu. Thì ma mà hắn diệt trừ nhất định rất mạnh, chứ không thì sẽ không chết vì mệt như thế này. Lấy thanh kiếm gãy này đi, nếu là kiếm của môn chủ kiếm môn thì chắc chắn không phải vật tầm thường. Trung Nhạc vá lại bộ thi cốt kia rồi nắm lấy thanh kiếm gãy. Không ngờ hắn mới vừa chạm vào chui kiếm thì một tiếng bùm vang lên, thanh kiếm gãy kia vỡ thành bột mịn. Người ở kiếm mở, người chết kiếm nát. Hữu Ngô Thị Ngô Thiên Nhai này lúc chết trận kiếm của hắn cũng nát theo. Tân Hỏa lắc đầu nói: cũng là một kẻ đáng để tôn kính đây, đi thôi nào. Trung Nhạc lướt nhìn bộ hài cốt kia một cái với sự tôn kính, rồi xoay người bước sâu vào trong cấm địa. Không lâu sau hắn gặp bộ hài cốt thứ hai, cũng là bộ hài cốt hình người. Môn chủ đời thứ 8 kiếm môn, Lôi Hồ Thị, Lôi Thiên Thu, tự thấy thọ mệnh sắp tận, xông vào cấm địa, xả thân chiến một trận để hậu nhân có 500 năm thái bình. Trước khi chết, lòng đầy yên bình, tưởng niệm người tới. Trung Nhạc lòng run lên, lại một vị môn chủ kiếm môn chết trong vùng cấm địa này. Hắn tiếp tục bước đi, gặp bộ hài cốt thứ 3. Môn chủ đời thứ 9 của kiếm môn, Đào Lâm Thị, Đào Thanh Huyên, biết rằng tử kỳ sắp tới, bước theo bước chân tiên hiền của kiếm môn mà xả thân vào cấm địa, nhìn thấy di cốt tiên hiền thật là may mắn. Môn chủ đời thứ 5 kiếm môn, Đại Phong Thị, Phong Hành Thiên, biết thọ nguyên không nhiều nên vào cấm địa, định dùng thọ mệnh ít ỏi đổi lấy 500 năm thái bình cho nhân tộc đại hoang, mong các môn chủ đời sau không tiếc thân mình. Dọc đường đi, Trung Nhạc gặp được rất nhiều thi cốt của các đời môn chủ kiếm môn, người còn kiếm còn, người chết kiếm nát. Các vị lão môn chủ trước khi lâm chung đã tới ma hồn cấm địa này, dùng thân thể già nua của mình ra sức chiến đấu một trận, cuối cùng kiệt sức mà chết. Nhìn thấy những bộ hài cốt này, những dòng chữ để lại này, tâm tình hắn chấn động không thôi, cũng lại bi thương, cảm giác hào hùng choáng ngập thân thể, ngàn vạn suy nghĩ chiếm cứ đầu óc của hắn. Đây là môn chủ kiếm môn, là nhân tài trong đại hoang, vì bảo vệ đại hoang 10 vạn dặm, vì nhân tộc mà đã cống hiến ra chút sức mạnh cuối cùng của mình. Nhạc tiểu tử có biến rồi. Tân Hỏa đột nhiên nói: người hãy chuẩn bị tinh thần, đằng trước đang có thứ gì đó đang tới kìa. Trung Nhạc nghe vậy sốc tinh thần lại, hắn cong ngón búng tay một cái, long tướng kiếm khí bay lên, con tiểu long tướng kia hóa thành một dòng kiếm khí, vù một tiếng bắn vào trong thông đạo. Mà vào lúc này, hai bên thông đạo rung rung, dường như có một con quái vật to lớn đang di chuyển tới bên này. Lại nói lúc bấy giờ, bức tường thịt rung lên liên hồi, hiển nhiên có một thứ gì đó cực kỳ khổng lồ đang đến từ sâu trong cấm địa. Nhưng điều khiến Trung Nhạc nghi hoặc là chấn động này không phải do bước chân, mà là do một vật rất nặng nghiền ép mặt đất mà đến. Tân Hỏa cũng cực kỳ hiếu kỳ: rốt cuộc là thứ gì đây? Rất nhanh, ở chỗ ngoặt của thông đạo tường thịt này có một chiếc xe lái tới. Đó là một chiếc xe thịt. Trung Nhạc không biết phải dùng từ nào để hình dung cảnh tượng trước mắt mình. Thứ đang lái tới phía hắn là một chiếc xe ngựa hoàn toàn làm từ máu thịt và xương cốt.
xe này dài chừng 30 trượng. Càng xe, rồi cửa xe, khung xe hay trục xe đều được làm từ xương cốt trắng hếu. Bánh xe là những cái chân tách ra bốn phía theo trục xe. Lúc bánh xe động thì những cái chân này liền bước đi. Trên cửa xe lại che bằng da thú, dường như là da lột ra từ trên mãnh thú vậy. Trên khung xe là một chiếc xà ngang do không biết bao nhiêu chiếc xương đùi tạo nên. Bên trên cho những quả cầu thịt. Những quả cầu thịt ấy to chừng một trượng. Mỗi hai trượng lại che một quả, tổng cộng là 16 quả. Đây phải nói là lần đầu tiên Trung Nhạc nhìn thấy sinh vật cổ quái như vậy, lòng không khỏi sinh ra cảm giác kỳ quái. Một chiếc xe sống tạo nên từ huyết nhục và xương cốt, có chuyện nào không thể tưởng tượng nổi như chuyện này không đây? Tân Hóa, đây là thi ma sinh ra trong ma hồn cấm địa sao? Trung Nhạc thấp giọng ấp a ấp úng nói, rồi sao lồng đèn cho ảo ảnh tọa hoàng phía sau dẫn đường. Tân Hỏa cũng mù mịt vì y chưa từng gặp loại sinh vật kỳ quái như thế này, chỉ lẩm bẩm nói, dáng vẻ thật kỳ cục, hãy cẩn thận. Quả cầu thịt trên cỗ xe to lớn kia bỗng giãn ra, rồi một cái đầu lâu hạ xuống, sau đó tứ chi mở rộng. Thứ bắt trên xà ngang kia không phải là miếng thịt, mà là một cái đuôi rất dài. Một quả cầu thịt hoàn toàn hóa thành một sinh vật kỳ dị, hạ xuống đất kêu tiếng rầm. Cái đuôi phía sau bật ra ngoài, những mũi kiếm sắc bén chia làm hai hàng, hình dáng giống như huyết diêu kiếm, một trong 10 hung binh mà Trung Nhạc nhìn thấy trong kiếm tâm điện. Xoẹt một tiếng, trong bốn cái móng vuốt của con Tima cũng xòe ra những mũi kiếm dài 3 thước, quả thực đúng là cỗ máy chiến đấu. Thì ra đây mới là Tima, còn chiếc xe kia là xe vận chuyển Tima. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, một chiếc xe sống đã kỳ quái lắm rồi, mà chiến đấu với cỗ xe như vậy thì lại càng kỳ quái. Vút một tiếng, con Tima thứ nhất thả người nhảy lên, lao tới phía Trung Nhạc, dấy lên một trận gió lốc bên trong thông đạo. Nó nhanh quá. Trung Nhạc lòng khiếp hãi, bởi tốc độ con Tima này lại nhanh tới mức khó tin. Vừa thấy bước chân một cái mà đã tới ngay trước mặt của mình, mà móng vuốt mũi kiếm kia vung lên lại có thể cắt cả không khí, khiến trong không khí phát ra tiếng nổ bụp bụp do bị ép nổ khi tốc độ móng vuốt nhanh hơn cả tốc độ hình thành âm thanh. Điều này có nghĩa tốc độ công kích của Tima nhanh hơn hẳn âm thanh. Tốc độ công kích của Tima đã có thể sánh bằng luyện khí sĩ luyện thể rồi, hãy cẩn thận. Tân Hỏa kêu lên, mà ngay lúc Tân Hỏa vừa hô lên thì Tima đã nhảy tới trước mặt của Trung Nhạc. Khắp nơi trong thông đạo là kiếm quang sáng lóa, kéo theo lôi âm cuồn cuộn. Ngoài thân thể Trung Nhạc hiện lên long lân long văn, hắn quan tưởng long tướng đồ đằng, trải rộng toàn thân thể, tăng sức chống chịu của cơ thể cùng tốc độ phản ứng. Toàn thân của hắn lúc này hệt như một con long tướng nhỏ, nhưng tốc độ công kích lại rất mạnh. Không chỉ như vậy, trong lúc hành động thì hắn không hề tạm ngừng quan tưởng, chỉ thấy từng đạo kiếm khí hoành không. Đó là lôi đình kiếm khí mà hắn dùng tự tại đại kiếm khí để tạo ra, ngăn cản thi ma chém dụng lợi chảo. Luyện khí sĩ luyện thể ư? Chỉ va chạm một lần mà Trung Nhạc đã cảm giác được nguồn sức mạnh kinh hoàng truyền tới từ trong lợi chảo của đối phương. Con thi ma này không những có tốc độ rất nhanh mà sức mạnh cũng rất mạnh, chấn cho Trung Nhạc cảm thấy cơ bắp tê dại, thân bất do kỷ mà ngã lăn ra sau. Mà con thi ma cũng bị chấn cho văng ra sau, vừa ngã xuống thì phát lực chạy lên rồi nhảy lên từng thịt của thông đạo mà phóng tới phía Trung Nhạc với tốc độ như sét đánh, nhanh vô cùng. Ngay lập tức nó phóng tới gần Trung Nhạc, vùng cái đuôi dài quét tới Trung Nhạc. Tuy ta chưa phải luyện khí sĩ, nhưng ta cũng tu luyện cả lực cả khí, người chết đi. Trung Nhạc hét to, đột nhiên bên dưới một gốc cây non xoẹt một tiếng to lên, ngàn cành vạn trạc, kiếm khí ngàn vạn, chỉ một chiêu liền đánh chết con Tima kia. Còn về phần cái đuôi của Tima đang quét tới kia, tọa hoàng do Trung Nhạc quan tưởng ra vung quyển nghênh chiến cái đuôi sắc bén này. Chiếc đuôi đẩy kiếm khí kia rung rung phát ra những tiếng xoèn xoẹt, cắt qua nắm tay của tọa hoàng do Trung Nhạc dùng tinh thần lực hóa thành, khiến tốc độ của cái đuôi giảm bớt. Cuối cùng, cái đuôi trước khi cắt tới cổ Trung Nhạc thì dừng lại, Trung Nhạc cũng thuận lợi đáp xuống mặt đất. Lại đúng vào lúc này, con thi ma trên bức tường thịt kia đột nhiên phân rã thành vô số mảnh rơi bịch bịch xuống đất, nhưng bị kiếm thụ do vô số mộc kiếm khí của hắn phân giải hết.
đây là kiếm khí của luyện khí sĩ, quả như là mãnh. Trung Nhạc lòng chấn động, không khỏi cảm thấy kinh hãi với uy lực của mộc kiếm khí. Hắn còn chưa phải luyện khí sĩ, vẫn chưa thể hấp thu linh khí trong thiên địa vạn vật để luyện thành kiếm khí. Nhưng Khâu Cấm Nhi là linh thể trời sinh, trong cơ thể có nguồn mộc khí mênh mông. Hắn dùng mộc khí dư thừa trong Khâu Cấm Nhi mà luyện thành kiếm khí, hình thành một cái cây nhỏ này. Nay mới được thấy uy lực của nó thật là đáng sợ. Còn thì ma kia tương đương với một luyện khí sĩ, luyện thể. Không ngờ ở trước mặt mộc kiếm lại bị cắt thành những mảnh nhỏ như cắt đậu phụ vậy. Mộc kiếm khí mà ta tinh luyện ra từ trong cơ thể Cấm Nhi sư muội chỉ mới là một phần vô cùng nhỏ trong cơ thể muội ấy mà thôi. Nếu ta có thể hoàn toàn luyện hóa hết lượng mộc khí dư thừa trong cơ thể của Cấm Nhi sư muội thành kiếm khí thì sẽ khủng bố cỡ nào đây? Trung Nhạc nghĩ vậy thì không khỏi mê mẩn. Đương nhiên cũng không thể nói rằng luyện khí sĩ luyện thể không bằng luyện khí sĩ luyện khí. Nếu hai luyện khí sĩ với tu vi không chênh nhau nhiều mà giao thủ, khó mà phán định ai thắng ai thua. Bởi luyện khí sĩ luyện thể có tốc độ rất nhanh, ngay khi luyện khí sĩ luyện khí chưa kịp ra tay thì đã giết đối phương, khiến đối phương thậm chí cả cơ hội phản ứng cũng không kịp. Mà luyện khí sĩ luyện khí cũng có thể ngưng tụ kiếm khí, một kiếm diệt đối phương trước. Chỉ có kẻ tu luyện cả lực cả khí như Trung Nhạc thì khi đối mặt Thi Ma mới có thể dễ dàng tiêu diệt nó như vậy. Thi Ma quả thực rất mạnh, thế nhưng không phải mạnh tới mức biến thái. Thi Ma này hẳn là mới được sinh ra mà thôi, chứ những con mà mạnh thì hầu hết đã bị các đời môn chủ kiếm môn giết rồi. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi vừa liếc mắt về phía trước thì khóe mắt của hắn giật giật. Bởi trong lúc hắn giết con Thi Ma đầu tiên kia, đám quả cầu thịt trên chiếc thi xa kia cũng rơi xuống đất, giãn cơ thể ra. Lập tức 15 con Thi Ma xuất hiện ở nơi đây. Lần này thì nguy rồi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu. 15 con Thi Ma trong thông đạo đột ngột cùng nhau lao tới. Chỉ thấy trên vách tường thịt của thông đạo, tất cả đám Thi Ma đang lao tới với tốc độ nhanh tới lúc hiện lúc không, là mắt thường khó mà nhìn thấy được. Chỉ có thể tử chiến mà thôi. Trung Nhạc hét lên, khiến sức mạnh trong cơ thể bùng phát. Hắn lao lên với tốc độ không hề chậm hơn đám Thi Ma kia chút nào. Thi Ma tuy mạnh, thế nhưng không có ưu thế áp đảo được hắn. Hắn không những có khí lực mạnh kinh người, mà hắn còn luyện khí, rèn luyện tinh thần lực của mình. Nên dù không có nanh vuốt sắc bén như Thi Ma, hắn cũng có tinh thần lực hơn hẳn luyện khí sĩ. Long tướng kiếm khí, lên! Sau lưng Thi Ma, trên bức tường thịt trong thông đạo, một đạo kiếm khí đột nhiên tách ra, rơi xuống đất, hóa thành một con long tướng dài chừng 3 thước, gần như cùng di động một lúc với Trung Nhạc, một trước một sau áp sát đám Thi Ma. Trung Nhạc lao lên với tốc độ càng lúc càng nhanh, ảo ảnh Tại Hoàng sau lưng do tinh thần lực biến thành cũng đi theo sát hắn. Tại Hoàng giơ tay bắt lấy một cây nhỏ dưới đất, lại thuận tay lắc cái cây, khiến cho cây con điên cuồng sinh trưởng, hóa thành một gốc kiếm thụ. Mắt thấy đám Thi Ma sắp đụng tới mình, Trung Nhạc vội giơ hai tay ra, lôi âm ầm ầm vang vọng khắp thông đạo. Vô số đạo lôi đình kiếm khí phóng ra từ đôi tay của Trung Nhạc chém tới phía trước. Lôi quang chói tới mức có thể làm mù mắt người. Người và đàn Thi Ma cuối cùng cũng đụng độ, những tiếng gầm rú vang lên khắp nơi, máu thịt văng tung tóe trong thông đạo. Long tướng kiếm khí cắt xoẹt qua, ngay lập tức một cái đầu cực lớn rơi xuống đất. Mà ảo ảnh Tại Hoàng thì cầm kiếm thụ chém, khiến những cánh tay cẳng chân văng lên tán loạn. Mà đám Thi Ma này lại càng tấn công mãnh liệt, đuôi kiếm vút kiếm, chảo kiếm phá không gian, tạo nên âm thanh ầm ầm, cùng tốc độ nhanh tới mức mắt thường không thấy rõ. Trên cơ thể của Trung Nhạc cũng đã có vết thương, máu đã chảy. Hắn may mắn né được lợi chảo của đám Thi Ma cùng đám đuôi kiếm thi thoảng đột ngột đánh úp lại. Hắn giơ tay khiến long tướng kiếm khí bay lên, hóa thành những kiếm khí nhỏ như sợi chỉ quay xung quanh thân thể, rồi lao vụt đi trong thông đạo, tuyệt không ngừng lại. Bởi nếu hắn dừng lại thì sẽ bị đàn Thi Ma vây công, sẽ bị loạn kiếm giết chết. Long tướng kiếm khí va chạm leng keng với những kiếm quang chi chít bổ tới từ bốn phía. Ảo ảnh Tại Hoàng sau lưng Trung Nhạc đại khai đại hợp. Cây kiếm thụ trong tay ảo ảnh lúc thì bành trướng ra ngoài, lúc lại co rụt lại, đánh vô cùng hăng say. Lúc này Trung Nhạc như tia chớp vụt qua vụt lại trong thông đạo, thậm chí hắn còn bám lấy bức tường thịt
nhanh chóng di chuyển rồi lại giao thủ với đám thi ma đang ùa tới kia. Tốc độ của hắn cũng đủ nhanh để chạy trên từng thịt, cũng không bị rơi xuống. Trên thực tế, nếu tốc độ một người đủ nhanh thì hắn cũng không chỉ có thể chạy trên vách tường vuông góc với mặt đất, mà còn có thể chạy trên không trung hơn hẳn phi hành. Giờ phút này, Trung Nhạc chính là đang nhanh chóng di chuyển trên vách tường thịt cùng với đỉnh thông đạo, cố gắng để tránh bị thi ma vây công. Còn đám thi ma thì đuổi theo sau lưng hắn, cũng nhảy lên tường thịt mà đuổi. Đám thi ma này có nanh vuốt sắc bén, tốc độ nhanh kinh người, nên chạy trên bức tường thịt cũng cực kỳ nhanh. Dẫu sao, vẫn có thi ma bị kiếm đánh trúng, có con thì bị kiếm khí chém trúng, con thì mi tâm bị vỡ ra những lỗ nhỏ, thi thể rơi xuống mặt đất. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc lảo đảo ngã xuống đất, thở hổn hà hổn hển. Trên người hắn chi chít vết thương, đều là vết thương do kiếm gây ra. Cơ bắp toàn thân hắn đau nhức, chân tay mềm nhũn, gần như ngồi chồm hổm vậy. Bịch một tiếng, một con thi ma từ vách tường thịt nhảy xuống, khiến mặt đất rung rung. Nó giận dữ gầm lên một tiếng rồi lao tới phía hắn. Con thi ma này vừa phi thân thì đột nhiên vô lực ngã xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm khí chui ra từ mi tâm của nó, hóa thành một con long tướng nhỏ xíu, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Trung Nhạc. Mà ở đằng sau, cách chỗ Trung Nhạc không xa, cỗ xe thi ma kia đột nhiên mở chấn song cửa ra, để lộ đôi mắt cửa sổ. Sau đó từng cái chân đứng lên, bánh xe quay vòng, nhanh chóng chạy trốn vào bên trong thông đạo. Mau, mau chém chết nó đi. Bên trong chiếc lồng đèn cũ, Tân Hỏa hưng phấn kêu lên. Tân Hỏa vừa nói xong thì con tiểu long tướng bên người Trung Nhạc liền lao vụt đi, nhanh chóng đuổi theo cỗ thi xa kia. Long tướng hóa thành kiếm khí, kiếm quang bùng lên, kiếm khí bắn ra bốn phía. Chỉ trong khoảng thời gian còn chưa tới một cái hô hấp, chiếc thi xa dài tới 10 trượng bị đánh cho chia 5 xẻ 7, trục xe bị chặt gãy, xà ngang cũng bị cắt làm vài đoạn. Mấy cái bánh xe giơ chân chạy tán loạn, liên tục đâm vào bức tường thịt mà tang khung. Mấy cái chân rơi rải rác dưới đất, mà cửa xe của cỗ thi xa kia ồ ồ chảy máu, giống như đang học máu vậy, nhưng vẫn chưa chết ngay lập tức. Con mắt trong hai cửa xe nhìn chằm chằm Trung Nhạc, qua thật lâu sau mới trợn trắng mắt, khí tuyệt mà chết đi. Trung Nhạc thở hổn hển, có phần giờ khóc giờ cười, bởi cỗ thi xa này lại giống như một sinh vật đến vậy. May là giết nó rồi, nếu không nó lại vận chuyển một đám thi ma nữa đến đây thì kẻ chết sẽ là ta rồi. Trung Nhạc lảo đảo đứng dậy, miệng vết thương trên người hắn rất nhiều, chính là những vết thương khi nãy vừa chạy vừa giao thủ với đám thi ma. Nếu người bình thường mà trúng nhiều vết thương như vậy, e đã sớm chết vì mất quá nhiều máu. Cũng may khí lực của hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, điều động cơ bắp chặn miệng vết thương lại, sau đó dùng tinh thần lực nối lại những mạch máu và cơ thịt bị chém đứt, thế mới giữ cho máu không bị mất đi. Ngay cả da thịt bị chém ra cũng được hắn dùng tinh thần lực nối lại. Bởi vậy, tuy thương thế của hắn có vẻ rất nặng, thế nhưng không hề ảnh hưởng tới tính mạng. Nếu có ngọc linh cao thì tốt rồi, bồi thứ cao đó lên miệng vết thương, lại cộng thêm khí lực và tinh thần lực của ta, thì cùng lắm 1-2 ngày là khỏi hẳn rồi. Không có ngọc linh cao, những vết thương này phải 7-8 ngày mới khỏi được, thế nhưng không thể hoạt động mạnh, nếu không miệng vết thương sẽ lại nứt ra. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu. Những thi ma thi xe kia mà hắn vừa tiêu diệt phỏng chừng là những con yếu nhất trong cấm địa này, nếu gặp phải con mạnh chỉ sợ hắn chẳng có sức mà đánh đấm gì nữa. Tường thịt mấp máy cuốn lấy thi thể thi ma vào trong tường, thậm chí cả máu tươi cũng bị hút sạch, ngay cả thi thể thi xa kia cũng bị bức tường kỳ quái này nuốt mất. Sau một lúc lâu, trong thông đạo này không còn chút dấu vết nào của cuộc ác chiến, chỉ có Trung Nhạc là biết rằng hắn vừa trải qua trận chiến kinh tâm động phách tới cỡ nào. Nếu ta chết ở đây, sợ rằng thi thể sẽ bị bức quái tường này ăn thịt luôn thôi. Mặc dù các vị môn chủ kiếm môn ta dù chết rồi, dự uy vẫn còn, nhưng vẫn bị quái tường ăn hết một phần tân huyết nhục, ta há có thể thoát được đây. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, hắn chế trụ thương thế trên người rồi cất bước đi tiếp. Khi tới ngã rẽ, hắn chợt thấy đau đầu, bởi thông đạo này có hẳn 5 ngã rẽ tới những phía khác nhau. Tân Hỏa, giờ đi đường nào đây? Lúc này, Tại Hoàng phía sau Trung Nhạc đang giơ đèn soi đường. Vị Tại Hoàng này có hình thể khổng lồ, cao tới hơn 10 trượng, nên chiếc đèn lồng kia được giơ ra trước người Trung Nhạc 2 trượng có thừa. Trong đèn truyền tới giọng nói của Tân Hỏa.
bốn ngã rẽ bên cạnh đều là phố, chỉ có thông đạo này khác các cái khác thôi. Trông nó rộng rãi hơn, hẳn là đường chính rồi. Giống như mạch máu vậy, từ động mạch chủ chia ra làm các mạch nhỏ. Muốn đi tới buồng tim thì phải đi theo động mạch chủ, chúng ta đi theo con đường này. Trung Nhạc chần chừ nói: Không đúng, Tân Hóa, mục tiêu của chúng ta là đi ra khỏi Kiếm Môn Sơn, tới chỗ phong ấn yếu nhất cách Kiếm Môn Sơn 100 dặm. Dọc theo đường chính mà đi thì chẳng phải là càng lúc càng vào trung tâm phong ấn, cách nơi phong ấn lơi lỏng càng xa hay sao? Tân Hỏa cười đáp: Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Trái tim là trung tâm của cơ thể, vùng cấm địa này cũng là như vậy. Mạch máu trên tay ngươi không thể trực tiếp đưa máu xuống chân được, nhưng nếu máu dọc theo mạch máu từ tay trở về tim là có thể được bơm máu từ trái tim xuống chân rồi. Ngươi phải đi tới trung tâm vùng cấm, nơi quả tim thì mới tìm được đường đi tới nơi phong ấn lỏng lẻo nhất kia. Trung Nhạc nghi ngờ hỏi: Ngươi không lừa ta đấy chứ? Không, không hề. Ngọn lửa nhỏ bé trong lồng đèn vội kêu oan: Ta còn lâu mới muốn đi xem trung tâm phong ấn này, càng không muốn xem trung tâm ma hồn cấm điện này là gì. Nhạc tiểu tứ, ngươi nhất định phải tin ta. Trung Nhạc mỉm cười, ngọn lửa nhỏ này tuy miệng cứ chối là không muốn, thế nhưng trong lòng chắc chắn là đang rất muốn, muốn lắm. Nhưng hắn cũng biết Tân Hỏa nói không sai. Tân Hỏa nói thông đạo này là chính có lẽ là nói bậy, nhưng mạch máu bám trên vách tường này quả thật là to hơn. Trung Nhạc quan sát sự phân bố và hướng đi của huyết quản trên từng thịt trong thông đạo, rồi cất bước đi vào trong thông đạo chính. Hắn thầm nghĩ: Đi theo những mạch máu này là có thể tới trung tâm của cấm địa. Từ trung tâm này tới nơi phong ấn lơi lỏng chính là đường tắt gần nhất rồi. Dọc theo đường đi, bốn phía im ắng, không có chút tiếng động nào ngoài tiếng bước chân. Nhưng mà đi chưa được bao xa, Trung Nhạc đã cảm nhận được chấn động gây ra do bánh xe thi xa di chuyển. Hắn lập tức ngồi xổm người xuống, dán bàn tay xuống đất, nhắm mắt lại cảm ứng phương vị mà chấn động chuyển tới. Nếu giao thủ chính diện với thân thể bị thương này của ta thì ta không phải là đối thủ của 16 con thi ma rồi, nên chỉ có thể nhanh như sấm sét thì mới thắng được. Sau một lúc, hắn mở mắt ra. Cỗ thi xa này cách ta khoảng 2 khúc cua nữa, chừng 142 trượng. Với thân thể hiện tại, tốc độ của ta không thể đột phá âm chứng được. Nhưng hóa thành long tướng dốc sức lao đi thì có lẽ trong khoảng cách 100 trượng tăng tốc độ lên nhanh hơn cả âm thanh. 100 trượng phá âm chứng, còn lại 42 trượng thì có thể khiến kiếm của ta gia tốc lên tận cùng, gấp đôi vận tốc của âm thanh. Mà thi xa dài 30 trượng, treo 16 con thi ma, ta phải trong khoảnh khắc va chạm ngay lập tức dùng kiếm khí liên tục giết chết 16 con thi ma này. Hắn tính toán qua, rồi dùng tinh thần lực tác động vào nội đan thần thú treo trên khoảng không của thức hải. Nội đan thần thú bị tinh thần lực của hắn kích thích, lập tức tinh khí thần thú vô biên vô tận ào ra, trong khoảnh khắc lướt qua thức hải, trào ra mỗi một góc nhỏ trong thân thể hắn. Tinh khí thần thú nhiều như vậy, chỉ nghe những tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Từ dưới làn da của Trung Nhạc mọc ra những chiếc mảnh long lân rậm rạp, xương đuôi cũng nhô ra, sau đó hình thành nên một cái đuôi rồng. Chỉ giây lát sau mà hắn đã bị tinh khí thần thú cuồng bạo đồng hóa thành một con long tướng cao tới 3 trượng có thừa, cao hơn con long tướng mà lần đầu tiên hắn hóa thành. Cấu tạo cơ thể hắn bị thay đổi, từ thân người thành thân long tướng, cơ bắp mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều, càng thêm mạnh mẽ. Tất cả những miệng vết thương lớn nhỏ trên cơ thể được long lân của long tướng bao phủ lấy, dù không cần tinh thần lực kết nối thì máu cũng không còn chảy ra nữa. Trung Nhạc lúc này đang ngồi chồm hổm, ý nghĩ thanh tỉnh trước nay chưa từng có. Ngay sau đó, cả thân thể hắn bắn vọt ra như một mũi tên rời cung. Long tướng vừa động bước, mặt đất nổ tung tạo ra một cái hố to, đất đá văng khắp nơi. Lúc này, long tướng mà hắn biến thành hóa thành một bóng dáng màu vàng lao vụt đi, đi qua đâu mặt đất nơi đấy đều nổ tung. Trong chớp mắt, hắn đã lao tới khúc cua bức thịt tường ở ngay trước mắt. Trung Nhạc lập tức đưa chân sau đạp lên tường thịt, cong chân lại khiến cơ bắp của chân búng mạnh ra. Chỉ thấy vách tường rung rung như sóng động. Trung Nhạc lại phát lực làm chuyển hướng, khiến bản thân chuyển sang một hướng khác với tốc độ ban đầu và tiếp tục lao đi. Còn long tướng này chạy như điên trong thông đạo, lại lần nữa đổi hướng. Rốt cuộc một chiếc thi xa khác xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ầm một tiếng, tốc độ của hắn đột phá âm chướng,
khiến trong thông đạo vang lên tiếng ầm ầm như sấm đánh. Từ trong mi tâm của long tướng kiếm khí bắn ra, không ngừng gia tốc, như tia chớp vọt tới cỗ thi xa kia. Cỗ thi xa kia mở chấn song cửa ra, để lộ hai con mắt cực lớn, đang có vẻ cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy long chảo chụp tới càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, hai tròng mắt to như cửa sổ kia bị long chảo túm lấy rồi bóp cho vỡ nát. Long tướng kiếm khí bắn vào cơ thể đám cầu thịt treo trên xà ngang thi xa. Kiếm quang lóe lên xuyên thủng 15 quả cầu thịt, rồi tốc độ chậm lại, không thể tiêu diệt được nốt quả cầu thịt cuối cùng. Mà quả cầu thịt ấy giãn ra, hóa thành thi ma đáp xuống mặt đất. Nhạc tiểu tứ, người vẫn tính toán sai sót kìa. Tân Hỏa kêu lên. Sau lưng long tướng do Trung Nhạc biến thành, Tọa Hoàng một tay giơ đèn lồng, tay kia nắm lấy cây nhỏ quét tới phía trước. Giọng nói của Tọa Hoàng vang lên. Không, không hề sót đâu. Mộc kiếm khí lập tức bùng nổ. Kiếm khí ngàn cành ngàn chạc cắt nát con thi ma kia. Chém! Long tướng do Trung Nhạc biến thành khẽ quát. Lập tức long tướng kiếm khí như hào quang chui vào trong thi xa, xoẹt xoẹt vài cái, rồi hóa thành một con long tướng dài một thước, nhảy về bên cạnh Trung Nhạc. Trung Nhạc tiếp tục chạy đi, còn chiếc thi xa kia vỡ thành mảnh vụn, rơi rầm rầm xuống đất. Tiểu tử thối, ngươi làm được thế ư? Tân Hỏa kinh ngạc nói. Như vậy mà ngươi cũng làm được? Ngươi so với người thừa kế Tân Hỏa thuần huyết chỉ thua kém tí xíu thôi. Đoạn đường này Trung Nhạc không biết đã đi được bao lâu. Khi gặp phải thi xa thì hắn vẫn giữ nguyên cách cũ, tiêu diệt dưới kiếm. Hắn vẫn giữ hình thái long tướng, bởi đây cũng là tình thế bất đắc dĩ. Nay hắn bị thương, chỉ có dùng hình thái long tướng mới khiến bản thân không lo lắng thương thế phát tác khi chiến đấu. Theo lộ trình thì hình như hiện tại ta đã chạy tới vị trí trung tâm của kiếm môn sơn rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ. Nơi này chắc là trung tâm của kiếm môn sơn, nơi mà con đường này thông tới không biết là có cái gì đây. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên mạch máu phía trước đập lên mạnh gấp đôi, khiến vách tường bốn phía rung rung, hệt như trung tâm vùng cấm địa này thật sự có một quả tim cực lớn đang cung cấp máu cho các nơi khác của cấm địa vậy. Và sau đó Trung Nhạc quả thực nhìn thấy một quả tim cực lớn. Một quả tim to như một ngọn núi, bị những mạch máu to đùng nối với bốn phương tám hướng treo ở giữa không trung. Nơi này là lòng đất bên dưới kiếm môn sơn, mà lòng đất trống như một quả bóng giống ruột. Bốn vách tường đều là những lỗ thủng lớn. Mạch máu từ bốn phương tám hướng hội tụ tới nơi này, mà quả tim to không gì sánh nổi này đang cung cấp máu cho các nơi. Ngay ở không trung còn có những lá cờ xí thật lớn quay xung quanh trái tim này. Cờ xí giống như những màn kịch lớn, ngoài mặt có khắc những loại đồ đằng văn kỳ dị mà huyền diệu. Trên những đồ đằng văn ấy tỏa ra kim quang, ánh vàng rực rỡ chiếu sáng trái tim kia. Hẳn là phong ấn mà chư thần để lại để chấn áp trái tim này ở dưới kiếm môn sơn. Còn trên khoảng không bên trên trái tim, Trung Nhạc thấy một thanh kiếm cực lớn, mũi kiếm đâm vào trong trái tim, thân kiếm chui vào trong lòng đất. Bốn phía thân kiếm đều là đá núi cực lớn. Kiếm môn sơn. Trung Nhạc ngơ ngác nhìn cảnh tượng ở trước mặt, lòng ngoài chấn động ra thì không còn gì cả. Hắn lẩm bẩm nói. Trong lòng kiếm môn sơn lại còn cất giấu một thanh kiếm sao? Hắn áp chế những chấn động trong lòng, cúi đầu nhìn xuống thì lại khiếp sợ. Bởi hắn thấy được dưới đáy, bên dưới là những chiếc quan tài đen ngòm, cao lớn tới trăm ngàn trượng, dựng đứng ở nơi đó. Thứ đó là ma hồn sao? Trung Nhạc nhìn xuống thì thấy trong những quan tài đen có những ma hồn to lớn bay tới bay lui, xuyên qua quan tài, hữu hình vô chất. Đúng là ma hồn mà hắn từng thấy trong khói đen trước đây. Dưới cái hố này có bao nhiêu quan tài thì có từng ấy ma hồn thần ma. Mà Trung Nhạc đếm sơ qua thì nơi đây có chừng 2-3 ngàn chiếc quan tài. Như vậy số ma hồn nơi đây cũng phải có chừng 2-3 ngàn con. 2-3 ngàn thần ma đều chết ở nơi này, lại bị chư thần phong ấn ở đây, rốt cuộc là vì sao? Tại sao trong kiếm môn sơn ta lại có một thanh kiếm? Vì sao lưỡi kiếm lại cắm vào trong quả tim này? Mà đây là trái tim của ai đây? Trung Nhạc có vô số câu hỏi trong đầu, thế nhưng không sao hiểu nổi. Khi ma hồn âm chướng bùng phát ra, những ma hồn này trong khu vực ngàn dặm xung quanh kiếm môn sơn tìm kiếm thứ gì? Rốt cuộc là bọn họ tìm cái gì đây? Chắc chắn không phải là trái tim này, cũng không phải lưỡi kiếm kia.
thứ có thể khiến những vị thần ma này chết đi rồi, tàn niệm oán niệm hóa thành ma hồn, vẫn giáo giết truy tìm không thôi, ắt là vô cùng ghê gớm rồi. Rốt cuộc là thứ gì đây? Trong đầu của hắn nghĩ ra vô vàn suy đoán, chỉ là không suy đoán nào trả lời được cho câu hỏi của hắn. Tân Hỏa buồn bực còn muốn phát điên hơn cả Trung Nhạc. Ai có thể nói cho ta trong những năm ta ngủ say đã xảy ra chuyện gì được không? Là ai chôn cất đám thần ma ở nơi đây? Tại sao lại có trận đại chiến mà nhiều thần ma tham gia như vậy? Ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện hay rồi. Nơi đây là trung tâm của ma hồn cấm địa. Nơi này có những chiếc thi sa vận đầy đám quả cầu thịt. Những mạch máu thi thoảng lại nhảy lên một cái. Số lượng thi sa rất nhiều, có khi phải tới mấy ngàn cái. Mấy ngàn cái thi sa? Trên mỗi một cỗ thi sa là 16 quả cầu thịt, chở 16 con thi ma. Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái. Ngoài những thi sa tuần tra này, hắn còn nhìn thấy sinh vật còn cổ quái hơn. Đó là những quả cầu thịt có bộ lông dài chạy khắp không trung. Những quả cầu lông xù này to chừng 4 thước, bộ lông dài tới 1 trượng có thừa, hệt như xúc tu vùng vẫy trên không trung. Quả cầu thịt đột nhiên mở ra để lộ tròng mắt cực lớn, không ngờ bên trong quả cầu thịt này lại chính là một con mắt. Trung Nhạc nhìn mà sởn tóc gáy. Đám quái nhãn này lượn lờ giữa không trung, mỗi khi mở mắt ra là bắn ra những luồng ánh sáng vào thân kiếm, cắm vào quả tim kia, đốt cho thân kiếm cháy lên đỏ sẫm. Số lượng quái nhãn rất nhiều, nhưng chiếc quả tim khổng lồ kia thì hệt như bụi bặm trong không khí vậy. Mà Trung Nhạc thì còn chẳng to hơn bụi bặm là bao. Đám thi sa, thi ma với quái nhãn tuy nhiều, nhưng chưa phải thứ đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất chính là những thi cốt cự thú ngồi trên những mạch máu chính kia. Những cự thú này chỉ còn lại bộ xương nhưng vẫn như còn sống, giám thị hướng đi của đám thi sa, thi thoảng lại ngoác cái miệng làm động tác gào thét, thế nhưng không có âm thanh. Những chiếc thi sa chạy nhanh tới bên cạnh cự thú, đột nhiên quả cầu thịt tách ra, thế nhưng không biến thành thi ma mà dán lên người cự thú, biến thành cơ bắp, huyết quản cùng máu thịt của cự thú. Mà đám con mắt giữa không trung bay tới, rơi vào trong hốc mắt, tạo nên mắt cho cự thú. Con mắt lướt ngó khắp nơi, quan sát xung quanh. Khi cự thú rung rung thân hình, đám nhục cầu kia lại bóc ra, lăn lên thi sa, mà con mắt cũng vù vù bay ra ngoài, phân tán đi bốn phía. Những thi cốt cự thú này là tọa kỵ của thần ma, nay phụ trách canh giữ mộ phần cho bọn họ. Nếu để chúng nhìn thấy ta thì... Trung Nhạc tim đập thình thịch khẽ nói. Tân Hóa, nếu đám cự thú này mà có cơ bắp, có mắt thì thực lực sẽ mạnh như thế nào đây? Tân Hỏa suy tư rồi nói. Luận thực lực tất nhiên là không bằng môn chủ kiếm môn. Nhưng những con cự thú này chính là thú cưỡi của thần ma. Mỗi một con đều là ngụy thần thú cả. Tuy được đám thi ma tạo nên huyết quán và cơ bắp, không thể tái hiện thực lực trước đây, thế nhưng cũng có thể khiến đám cự thú này có thực lực đạt tới trình độ rất là khủng bố à. Các đời môn chủ kiếm môn kiệt sức mà chết quá nữa, là do đánh nhau sống chết với đám cự thú này nên mới chết đi. Trung Nhạc áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng. Thú cưỡi của thần ma chết đi vẫn hoạt động sinh sống bên trong lòng đất dưới kiếm môn này, thậm chí còn có thực lực mạnh tới như vậy, làm cho đây như là một âm trạch của thần ma. Bất kỳ sinh linh nào dám to gan xâm nhập thì sẽ bị chúng nó giết chết. Tần Hỏa đã từng nói, kiếm môn ta tọa lạc trên một ngọn núi lửa mà bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, quả thực là không sai mà. Nếu vùng cấm địa này bùng phát ra, sợ rằng kiếm môn ta kể cả đại hoang đều sẽ bị tiêu diệt. Tân Hỏa thì thào nói, Nhạc tiểu tử, ta cảm ứng được phương vị nơi đây phong ấn lơi lỏng rồi, hãy cẩn thận một chút đi, đừng kinh động đám thi sa với quái nhãn kia, cũng đừng kinh động cự thú với quan tài thần ma, lặng lẽ mà chạy đi. Trung Nhạc gật đầu theo hướng dẫn của Tân Hỏa, leo lên bức tường thịt. Lúc này hắn đang hóa thành long tướng nên tốc độ khá nhanh, leo lên tường nhanh như gió, theo một lối khác nhanh chóng bỏ chạy. Trên không trung, những con mắt cực lớn kia bay lượn xung quanh, thi thoảng lại mở mắt chiếu những luồng sáng kỳ quái để dung luyện thanh kiếm dưới kiếm môn sơn. Thật kỳ lạ, những ma hồn này có điểm gì đó rất lạ, hình như không hề hoàn chỉnh. Tân Hỏa quan sát bên dưới, dốc sức suy nghĩ. Khi sắp leo tới thông đạo, đi tới nơi phong ấn lơi lỏng, thì một con mắt to lông xù bay tới. Mí mắt mở ra, trong đồng tử trong suốt mà khổng lồ kia chiếu rọi bóng hình của Trung Nhạc. Quái nhãn ngơ ngác ra một chút rồi lập tức phát ra tiếng rít chói tai.
đám quái nhãn trong lòng đất dưới kiếm môn sơn lập tức ngừng bay lượn, đồng loạt mở mí mắt quay sang nhìn Trung Nhạc. Cháy, mau cháy! Trung Nhạc sởn tóc gáy, lập tức tăng tốc độ. Ngay lập tức, Long Tướng liền chui vào trong thông đạo. Lúc này, sau lưng Long Tướng, không biết bao nhiêu đạo ánh sáng chói lòa đan xen vào nhau bắn tới phía hắn. Trung Nhạc dốc sức chạy như điên, chỉ thấy những luồng sáng kia bắn tới bức tường thịt phía sau hắn, khiến bức tường thịt bị xuyên thủng, đá bị đốt cho nóng chảy, hóa thành dung nham mà rớt xuống. Xèo 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 xèo, trên vách đá lập tức xuất hiện không biết bao nhiêu lỗ thủng, như những lỗ nhỏ tí xíu trên quả tim kia, nham thạch ào ào chảy ra. Nói là lỗ nhỏ đó là đối với không gian dưới lòng đất rộng lớn này, chứ trên thực tế những lỗ thủng bị ánh sáng bắn ra đều to bằng thùng nước. Nếu bất cứ một luồng sáng nào mà bắn trúng người Trung Nhạc thì đã xuyên người hắn từ trước ra đằng sau rồi. Trung Nhạc lao như điên theo thông đạo, phía trước xuất hiện những lối rẽ, mà sau lưng thì vô số con mắt lông xù đang vọt vào trong thông đạo đuổi theo. Tân Hỏa, mau chỉ hướng đi, đi như thế nào đây? Tân Hỏa cũng không khỏi khẩn trương, ngọn lửa nhỏ ló đầu ra từ trong ngọn đèn do Tuệ Hoàng sau lưng Trung Nhạc đang xách nói. Thông đạo thứ ba, bên trái kìa. Trung Nhạc tăng tốc độ nhảy vào trong thông đạo thứ ba. Tốc độ của hắn càng thêm nhanh, đột phá âm chướng, lao đi như điên vậy. Mà trong thông đạo, những con mắt to đùng với xúc tu bay lượn vọt vào, dọc theo thông đạo vù vù bay tới, bắn ra những luồng ánh sáng. Cùng lúc đó, trái tim to lớn không gì sánh được trong lòng đất kia rung lên. Vô số quả cầu thịt trên thi sa tách ra, hóa thành thi ma, nhún chân nhảy vào trong thông đạo. Thông đạo này rộng lớn vô cùng, đám thi ma bò khắp vách đá xung quanh thông đạo với tốc độ bão táp, không hề thua kém Trung Nhạc chút nào. Chúng nó tương đương với luyện khí sĩ, chỉ luyện thể, không luyện khí, nên tốc độ vô cùng đáng sợ. Dù Trung Nhạc có cố gắng hết sức, cũng không thể vùng thoát khỏi chúng nó được. Đám quái nhãn tốc độ đột nhiên chậm đi rất nhiều, rồi những xúc tu bay múa bám vào đỉnh đầu thi ma, khiến đám thi ma này trông như mọc thêm những con mắt khổng lồ vậy. Lại vào lúc này, một con bạch tuộc cự thú ngồi trên mạch máu cũng bước chân đuổi theo thông đạo mà Trung Nhạc bỏ chạy kia. Trên bộ xương của con cự thú này phủ kín đồ đằng văn, không ngừng tỏa sáng, khiến tốc độ của nó cũng dần nhanh hơn. Dọc đường bỏ chạy, đám thi ma trên vách tường bốn phía thông đạo không ngừng nhảy xuống, bám vào người bạch cốt cự thú, tạo nên cơ bắp máu thịt cho nó. Mà những con mắt lông xù kia thì như đàn kiến chi chít bò theo bộ xương cự thú lên trên, nhanh chóng bò vào trong hốc mắt cự thú. Đám con mắt nhét chung một chỗ tạo nên con mắt cho cự thú. Con cự thú này phóng đi như điên, đi qua đâu đám thi ma ở đó bám lên xương cốt của nó. Khi nó càng lúc cơ bắp càng nhiều, tứ chi dần hoàn chỉnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này tứ chi bạch cốt cự thú đã hoàn toàn được cơ bắp bao phủ. Nó đột ngột phát lực, một tiếng ngầm vang vang lên. Nó đã phá tan âm chướng, nhanh chóng mà tiếp cận Trung Nhạc. Nhạc tiểu tử, nhanh hơn nữa đi, phải nhanh hơn nữa mới được. Tân Hỏa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thông đạo rung lắc dữ dội. Hiển nhiên có một con quái vật to lớn không thể tưởng tượng nổi đang đuổi theo ở phía sau, khiến đám thi ma bám trên vách tường không ngừng rơi xuống đất, đứng không vững nổi, lòng biết không ổn vội nói. Chúng nó tới kìa. Thân hình bạch cốt cự thú xuất hiện, ầm một tiếng đánh vào vách tường thịt, chèn chết vô số thi ma. Chân hạ xuống khiến đám thi ma bị đánh rơi, đạp thành thịt nát. Mà không ngừng có thi ma từ vách tường nhảy xuống, lao vào bám lên xương cốt cự thú, tạo nên cơ bắp khác cho nó. Trung Nhạc không dám quay đầu lại, vội vàng phóng đi như điên. Chân sinh ra lôi đình, lôi quang bùng nổ, khiến tốc độ của hắn không ngừng nhanh hơn. Gió từ đằng trước đập vào mặt, vào long lân quanh thân hắn, phát ra những tiếng kim loại va chạm vào nhau. Thậm chí long lân ma sát với không khí còn phát ra tia lửa. Tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn, không thể tăng thêm được nữa. Mà sau lưng của hắn, con cự thú kia đã đuổi sát theo. Từng con quái nhãn trong hốc mắt phát sáng, ánh sáng tụ tập lại, tạo nên cột sáng hủy diệt, phóng tới phía Trung Nhạc. Mau, mau chuyển hướng đi, thứ nhất bên phải kia. Tân Hỏa kêu lớn. Trung Nhạc tứ chi phát lực, uốn gối bắn ra, như một lưỡi dao gãy, bay đi khắp nơi, rồi lập tức chuyển hướng, nhảy vào lối đi thứ nhất phía bên phải. Sau lưng hắn, cột sáng hủy diệt kia nấu chảy đất đá thành dung nham. Hơi nóng bốc lên châm cháy không khí, hóa thành biển lửa hừng hực đuổi theo sau lưng của hắn. Thông đạo rung chuyển dữ dội,
con cự thú xông qua biển lửa hừng hực, há mồm giống lên, thế nhưng không tạo ra bất cứ âm thanh nào, bởi thi ma chưa tạo nên cơ trong cổ họng cho nó, nên không thể phát ra tiếng được. Lúc này, trong một con mắt khác của cự thú lại sinh ra ánh sáng, những con quái nhãn ngưng tụ ra ánh sáng, chuẩn bị liền bắn ra. Trung Nhạc cắn răng dùng tinh thần lực đâm vào nội đan thần thú trên khoảng không của thức hải, có thêm càng nhiều tinh khí thần thú trào ra, dung nhập vào trong tứ chi mách hải của hắn. Trong cơ thể long tướng do hắn biến thành có không biết bao nhiêu năng lượng, khí lực lại mạnh hơn, trở thành một con long tướng cao tới 4 trượng, tốc độ lại nhanh hơn, may mắn né thoát được xạ tuyến. Hành động này có thể nói là khá nguy hiểm, bởi nếu như hắn không mau chóng luyện hóa lượng tinh khí thần thú quá nhiều trong cơ thể này, hắn sẽ vĩnh viễn bị đồng hóa thành long tướng, không thể biến hóa lại hình người được nữa. Sắp ra rồi. Tân Hỏa lẩm bẩm nói, chạy thêm 50 dặm nữa thôi là đến rồi, bên trái ô thứ hai. Trung Nhạc nghe vậy bèn thả người nhảy vào trong thông đạo số 2 bên tay trái. Lối đi này trở nên nhỏ hẹp hơn hẳn. Con cự thú kia vọt tới khiến thông đạo rung chuyển dữ dội, bởi hình thể quá lớn mà nó bị kẹt ở lối vào của thông đạo. Cự thú há miệng giống giận, không chút âm thanh, ra sức chui vào, thế nhưng mãi vẫn không chui lọt. Rào rào, những tiếng động vang lên. Từ trong hốc mắt của cự thú, hàng loạt con mắt rào rào rơi xuống, cơ bắp trên tứ chi cũng bóc ra. Thi ma và quái nhãn như thủy triều đuổi theo Trung Nhạc, khiến người ta nhìn mà thấy khiếp sợ. Con cự thú kia sau khi cơ bắp trên thân thể hoàn toàn bóc ra thì hình thể của nó đã nhỏ đi vài phần, nên cuối cùng cũng chui vào được bên trong thông đạo, dốc sức mà đuổi theo. Nguy rồi, chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi. Tân Hỏa thì thào, không ngừng quay đầu lại nhìn, rồi đột nhiên hô lên. À, ta biết rồi, Nhạc tiểu tử, ta đã biết những ma hồn này đang tìm kiếm cái gì rồi. Quả nhiên anh minh thần võ là được tạo ra để ca ngợi ta đây mà. Trung Nhạc không nói lời nào, bởi đây đang là lúc chạy trốn chết, hắn há có thể phân tâm cho được. Những ma hồn này đều là linh hồn của thần ma sau khi chết đi, bọn họ có hồn thế nhưng không có linh. Tân Hỏa lẩm bẩm nói, linh hồn, ma hồn có hồn mà không có linh, có kẻ đã chia tách linh hồn của bọn họ, chấn áp ở Kiếm Môn Sơn, cho nên mỗi lần ma hồn âm chướng bùng nổ đều là do đám ma hồn này đi tìm linh của mình. Ngọn lửa nhỏ đi tới đi lui trên bức đèn nói thầm, rốt cuộc thì những linh của đám thần ma này bị giấu ở nơi đâu đấy? Chắc chắn là không ở dưới lòng đất rồi, vì nếu ở đó thì đã sớm bị đám ma hồn này tìm ra được rồi. Không ở trong lòng đất thì sẽ ở nơi đâu đấy? Nhiều linh như vậy, nếu bị giữ ở trên bề mặt Kiếm Môn Sơn thì với lượng linh khí, linh lực bức người ấy sẽ rọi sáng cả bầu trời mất thôi, nên chắc chắn là bị chấn áp trong thứ gì đó rồi. Giết chết những thần ma này, thu nhiều linh như vậy, chắc chắn không phải vì chấn áp bọn họ. Như vậy, với nhiều linh như thế kia thì định dùng để làm gì đấy? Ngọn lửa này lại gặp phải vấn đề hóc búa, tự làm khó bản thân mình, suy tư tìm kiếm câu trả lời. Bí mật mà vùng đại hoang này che giấu có vẻ không ít ta. Mà bí mật lớn nhất chính là linh của đám thần ma đang được giấu ở nơi nào. Nhạc tiểu tử, cách nơi phong ấn lơi lỏng chỉ còn 10 dặm nữa thôi. Trung Nhạc nghe vậy thì tiếp tục tăng tốc độ. Còn ở phía sau hắn, chỗ thông đạo nới rộng ra, con bạch cốt cự thú kia lại tập hợp thi ma và quái nhãn lại, khiến tốc độ càng nhanh hơn, đang càng lúc càng tiếp cận với hắn. Sắp rồi. Tân Hỏa cũng khẩn trương thì thầm nói, hy vọng hiện tại phong ấn không quá mạnh, nếu mạnh quá thì chỉ sợ ta và ngươi sẽ bị nhốt ở nơi đây thôi. Đợi 9 năm sau ma hồn âm chứng bùng nổ mới thoát ra được. Trung Nhạc nhanh chóng lao đi, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng nhộn nhạo như vằn nước vậy, không gian bốn phía cũng trở nên rộng lớn hơn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, lúc này hắn thấy một mảng sóng xanh nhộn nhạo, một hồ nước lơ lửng trên không trung, trời nước một màu loáng thoáng, thế đến nền trời xanh mây trắng. Đây là một hồ nước, nhưng nó không rơi xuống mà bị một đám đồ đằng văn khắc ở trong không khí chặn lại. Từ dưới nhìn lên như đang nhìn lên đỉnh một tòa nhà, đồ đằng văn bên dưới làn nước bày biện ra những hình thái khác biệt, như đang không ngừng biến hóa, không cố định hình dạng. Đồ đằng văn lưu động sao? Trung Nhạc nghi hoặc, bởi đây là lần đầu tiên
hắn nhìn thấy loại đồ đằng văn này. Đồ đằng văn bên dưới hồ nước này phong ấn cả hồ nước, khiến nước không thể nào rơi xuống. Có thể thấy phong ấn này kỹ càng như thế nào. Nơi này thật sự là nơi phong ấn lơi lỏng hay sao? Ở phía sau hắn, con cự thú kia lao tới càng lúc càng nhanh, xạ tuyến trong hai tròng mắt hội tụ, chuẩn bị bắn ra luồng sáng hủy diệt. Trung Nhạc cắn răng thả người nhảy lên, Long tướng đạp không liên tục vọt lên trên không, phóng tới phong ấn và hồ nước bên trên. Phía sau hắn, Tại Hoàng xách theo đèn lồng, từ bên trong bắn ra hai quầng sáng vào đồ đằng văn trong không trung. Trải qua quầng sáng chiếu rọi, liền thấy trong đám đồ đằng văn hoa mỹ và phức tạp bên trên xuất hiện những tầng gãy. Trải qua bao năm tháng, đồ đằng phong ấn mà chư thần để lại đã bị thời gian ăn mòn tạo ra hao tổn, khiến đồ đằng văn bao phủ nơi này đã không còn hoàn chỉnh như trước nữa. Nhưng dù vậy, chúng vẫn ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh, mà lại chỉ nhằm riêng vào hồn phách. Hẳn là thần ma phong ấn nơi đây chuyên dùng thứ này để vây khốn ma hồn trong vùng cấm địa này. Đáng sợ nhất là đồ đằng văn đang không ngừng di chuyển, vận động như nước vậy, không định ra hình thức cố định nào. Nếu tùy tiện xông vào thì vốn là nhìn thấy một đường sống, nhưng ngay sau đó đồ đằng văn biến đổi liền chuyển thành đường chết. Phong ấn này tuy đã lơi lỏng, cũng đã bị mài móng đi rất nhiều lần, thế nhưng vẫn không dễ đâu. Tân Hỏa cũng cảm thấy khó khăn. Nếu là lúc bình thường, chút phong ấn này sao làm khó được ta. Thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách như vậy, Nhạc tiểu tử nhất định phải hành động theo lời ta. Ngàn vạn lần đừng có bước nhầm. Nếu chỉ bước nhầm một bước thôi, người chắc chắn sẽ hồn phi phách tán ngay. Nói xong, y vô cùng khẩn trương, cẩn thận tính toán đường đi của đồ đằng văn này, rồi nói: giờ thì xông vào, lao tới khoảng cách 18 trượng 3 thước 2 tấc cho ta. Trung Nhạc lập tức ngừng lại, chân đạp lôi quang, lôi đỉnh búng ra, phát ra tiếng ầm ầm, bắn hắn vào trong phong ấn đồ đằng văn mà chư thần để lại, hoàn toàn dừng lại ở chỗ 18 trượng 3 thước 2 tấc kia. Tại nơi đây, lôi đỉnh nảy sinh ra từ dưới chân Long tướng, từng đạo lôi đỉnh rầm rầm bổ xuống dưới, nhưng còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị đồ đằng văn quấy nát. Trung Nhạc được lôi điện nâng đỡ, ra sức ổn định thân hình. Long tùy văn, hổ tùy phong, nay hắn hóa làm Long tướng, với khả năng khống chế lôi đình thì việc ngự lôi vượt không không phải là việc khó. Nếu hắn ở trạng thái người thì không thể điều khiển lôi đình như ý như vậy được. Biến thân làm Long tướng có lợi ích của Long tướng, mà biến về thân người cũng có lợi ích của thân người. Thân người có thể tu luyện, còn thân Long tướng tu luyện như thế nào hắn cũng không hề biết được. Sau đó thì sao đây? Trung Nhạc nhìn những đạo đồ đằng văn hoa mỹ đang vọt tới từ bốn phương tám hướng, sắc mặt biến hóa, hỏi Tân Hỏa với giọng nói khàn khàn. Hắn có thể cảm nhận được bất cứ một đồ đằng văn nào trong số kia đều có thể giết chết mình trong một khoảnh khắc thôi. Hiện giờ may là còn chưa đụng tới đồ đằng văn, nếu đụng phải thì chắc chắn là chết. Chờ đi. Tân Hỏa cũng khẩn trương vô cùng. Đừng sốt ruột, đừng nóng vội, người thấy ta có sốt ruột gì không? Trung Nhạc cúi đầu nhìn, lúc này xạ tuyến bắn ra từ trong mắt bạch cốt cự thú đã thất bại, nhưng nó đã lao lên hồ nước, há mồm gào giống. Sau đó nó không người khiến mặt đất chấn động dữ dội, rồi nhảy bắn lên, mở cái miệng đầy răng nhọn phát tới Trung Nhạc. Cái mồm kia phải to bằng nửa quả núi, dường như cũng muốn cắn thủng cả bầu trời. Tân Hỏa! Trung Nhạc sợ tới mức trán toát ra mồ hôi lạnh. Chờ một chút đi. Ngọn lửa trong lồng đèn còn khẩn trương hơn cả Trung Nhạc. Tân Hỏa nhảy ra khỏi đèn, giọng nói dường như cũng khản đi. Đấy, nhảy. Ở đáy hồ trên không trung, từng đạo đồ đằng văn lộng lẫy nhiều màu sắc lướt tới chặn đường đi của hắn. Mà bên dưới, mồm của con cự thú đã thò vào trong đồ đằng văn. Hai bên cái mồm ấy đã bao trọn cả Trung Nhạc. Trung Nhạc cắn răng, lôi đỉnh dưới chân phát ra, thả người phi lên phía trước. Hắn vừa nhảy lên thì đồ đằng văn hoa mỹ trên đỉnh đầu chợt gãy đi, dường như không thể chứa được nguồn năng lượng có trong đồ đằng, bị chính nguyên năng của nó đè gãy chính nó. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một giây lát sinh cơ hiện ra, Trung Nhạc theo khoảng trống giữa đồ đằng văn gãy mà lao lên, vượt qua hàm răng sắc bén của cự thú, nhảy vào trong hồ nước. Trung Nhạc như dòng gặp nước, nhanh chóng bơi đi, mà phía sau hắn, hồ nước tuôn trào, đầu con cự thú kia đuổi sát theo. Chỉ thế lúc này, vô số đồ đằng văn quấn lấy bên ngoài đầu con cự thú, dường như một tấm lưới quấn chặt lấy nó.
nhưng con cự thú này theo quán tính vẫn vọt lên. Lúc này mặt hồ nổ bung, một con long tướng từ sóng nước bắn lên, bay vọt ra khỏi hồ, nhảy lên mặt hồ nước rồi chạy như điên. Con long tướng này vừa đi, cả hồ nước như nổ mạnh, sóng nước điên cuồng lắc lư. Một cái đầu to không gì sánh được thò ra từ dưới đáy hồ, xương trắng dày đặc, bên ngoài xương là những đạo đồ đằng văn hoa mỹ. Rồi đột nhiên uy áp khủng bố bùng nổ, khí tức thần thánh trang nghiêm lại đầy khủng bố tràn tới. Rồi một tiếng oành vang vang lên, cái đầu thật lớn này bị đồ đằng văn quấn cho vỡ nát. Long tướng do Trung Nhạc biến thành vẫn phi vọt đi. Khi vừa lên bờ thì một bóng đen từ trên trời giáng xuống, cắm ở phía trước. Cuối cùng cũng thoát được rồi. Đây là răng nanh của con ngụy thần thú kia sao? Trung Nhạc vội dừng chân lại, chỉ thấy thứ cắm vào trong núi đá là một chiếc răng nanh sắc bén, bên trên phủ đầy đồ đằng văn kỳ lạ, trông giống như một chiếc loan đao. Đúng là răng nanh của con bạch cốt cự thú kia. Răng này dài tới 1.7 trượng, bằng hai người trưởng thành. Đỉnh răng bị phong ấn của chư thần gọt bằng, nhưng vẫn sắc bén vô cùng. Hai bên răng nanh thì mọc đầy răng cưa, lòe lòe phát sáng, vẫn chưa bị phong ấn chư thần phá hủy. Trung Nhạc ngẩn ra, vừa mừng vừa sợ. Bởi răng nanh dù chỉ là răng nanh của ngụy thần thú, thế nhưng cũng không phải là thứ tầm thường. Nên biết rằng lần đi qua cấm địa ma hồn này, hắn giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Còn mấy cái gọi là thiên tài địa bảo, báu vật trong vùng cấm này, hắn không dám mơ tưởng. Còn răng nanh thần thú trong lúc chạy trốn chết, hắn thậm chí chẳng dám nghĩ tới. Mà nay sau khi chạy ra khỏi vùng cấm, một cây răng nanh thần thú bỗng từ trên trời giáng xuống. Mà răng nanh thần thú là gì đây? Chỉ sợ bất cứ hồn binh nào trong kiếm môn, kể cả 10 hung binh trong kiếm tâm điện cũng đều không bằng. Cái xương lớn như thế này lại thêm cái chuôi nữa, hẳn là sẽ hơn 2 trượng đấy. Tân Hỏa thò đầu ra từ trong đèn lồng khen ngợi. Ừ, dùng để chém người chắc là tiện lắm đấy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.